Em mới hỏi bên tin nhắn vụ gì? Vụ gì? Hỏi gì vô qua tin nhắn hỏi tiếp đi. Đừng hỏi trên like nha. Nhưng mà su quá đừng hỏi trên like nha cậu cân. Bỏ đi. Bỏ đi nha. Vô giùm em mấy chị ơi. Nè anh ơi. Xét xịn sò không? Xét xịn lắm mấy chị ơi, mà nó rẻ mấy chị ơi. Quan trọng là vậy nha mấy bà. Má ơi, nhìn cái set tượng 200-300 ngàn luôn á trời, thật sự luôn á. Trời đẹp quá. Vô mấy chị ơi, vô lẹ. Set siêu đẹp. Siêu đẹp luôn mấy chị, một từ lẽ nó thiệt là đỉnh luôn. Trời ơi, set chi mà nó đẹp dữ mấy chị, nhìn cái tay sơ mi nè mọi người. Nhìn cái tay sơ mi nè mấy chị em. Trời ơi là trời. Cái này là em mới khui trong bao ra là em không có cần phải ủi ắng gì luôn nha mấy chị nha. Chị cần mặc vô là đẹp luôn đó mọi người. Chị cần mặc lên là đẹp luôn, em nói thiệt. Chưa tới 130 ngàn. Chưa tới 120 ngàn, chứ lộn, chưa tới 120 ngàn một set, chưa tới. Thề với bà luôn, danh dự luôn. Trời ơi đẹp quá mấy chị. Em mở cho chị coi form sơ mi áo sơ mi nha. Trời ơi coi nè. Áo sơ mi bự to đàng hoàng luôn. Trời ơi không ngờ cái set nó đẹp xỉu vậy luôn mọi người ơi. Vô giùm em nha. Ly Hương ơi chưa đi, đã tối nay chị like xong rồi chị dồn rồi sáng mai chị đi. Tại em hôm qua chị lu bu quá à, hàng khách chốt hôm qua nhiều quá chị chưa chốt kịp cho em. Là lát hồi nó để like xong đi rồi chị đi đơn luôn cho nha. Đẹp quá à, sang quá mấy chị em ơi. Vô giùm em liền nha mọi người nha. Đẹp ha. Cho em xin một nút chia sẻ liền nha mấy bà. Cho em xin nút chia sẻ liền. Để em xả cục hàng này ra liền với bà nè. Em nói rồi, mua nhiều cho em cọc đi mấy chị ơi. Em nói con này là nó bị lọt lưới đó mấy chị. Đây, bà chế đây là bị lọt lưới. Con nhỏ này bị lọt lưới nha em nè mọi người. Không cọc là y như rằng Ngô Yến sẽ đang mang. Gì? Ai? Tiền gì? Cái này là sao? Em không có trả lời nhờ người chuyện rồi mà chưa thấy ai thấy chuyện. Ủa? Là có lấy không? Là có lấy không để biết đường xả đơn? Để lại đi. Xếp thể thao 112 còn một cái màu nâu, còn một cái màu cam em ơi. Không ơi, em chưa thất bại. Còn một cái màu cam nha em. Trời ơi, sách đăng mặt giá siêu rẻ mấy chị ơi. Vô lẹ giùm em lên con set này cho chị giá chi ân. Mấy chị đẹp rẻ ơi là rẻ luôn. Em nói một set như thế này bao gồm áo với quần luôn nha mấy chị nha. Em để cho mấy chị giá cái bộ này cho em nè. Siêu siêu rẻ mấy chế, vô liền luôn. Set này em để cho bà gái 115 nghìn. 115 nha mọi người vừa nha. Có 115 ngàn một set đó mấy chị. Mà nó sang mọi người. Sang quá trời sang luôn. Sao vậy? Bị gì vậy anh? 115 ngàn à mấy chị ơi, 115 ngàn thôi. Rất là rẻ luôn mấy chị. Quần nè mấy bà. Trời ơi, mấy thiệt cái form nó may nè mấy chị. Mấy chị phải nhìn, mấy chị phải rờ vào cái chất vải mấy chị ơi, nó đỉnh cỡ này mới thiệt luôn á mọi người. Em bán nguyên một set như này 115 nghìn, mấy bà chế coi cái form tay của em nè mọi người, nhìn cái sơ mi nè.
Em nói cái này với mấy bà nha, mấy chị mặc đi tiệc, đi chơi, đi đâu cũng đẹp mấy chị ơi. Đi nè, đi tiệc ha. Hoặc mấy bà gái nè, có 115 nghìn đó mọi người, mà nó sang xịn mịn như vậy đó mấy chị. Nhìn cái form quần em may nè mọi người, đứng form kinh khủng khiếp luôn. 115 nghìn, nói không tin mấy chị ơi, thiệt. Nói không tin mà bán mấy chị mới tin luôn, em nói thật sự. Bán mấy chị mới tin luôn, thế đang mang 115 mấy chị. 115 nghìn mà nó xịn như vậy luôn mọi người. Mọi người nhìn cái form áo của em nè, nhìn cái quần em may cho mọi người nè, thiệt sự luôn á trời. Em không ngờ là cái xe nó đẹp như vậy luôn á mấy chị. Mấy chị nhìn coi nè mấy chị, quần nè ha, túi em làm nè mọi người, dây kéo sẽ nằm bên hông giùm em nha. Dây kéo nằm bên hông chị em mình luôn, may nè mấy chị thấy không, không có nhìn thấy đường lộ dây kéo luôn mấy chị nè. Dây kéo mấy chị thấy không, chích rất là nhỏ luôn mọi người, chích cực kỳ nhỏ luôn. Mình mang không hề bị lộ đường form dây kéo nha mọi người nha. Nó đẹp ơi là đẹp luôn, mà nó ôm sát người mấy chị luôn ha. Đằng trước thì em lên lưng bạn, đằng sau thì em lên lưng chung cho chị em mình nè. Trời ơi, nguyên một cái set này em bán 115 nghìn là giá lẻ đó mấy chị. Set đang mặc là giá lẻ đó mấy chị, 115 nghìn, 115 nghìn nha mọi người nha. Cho em xin một nút chia sẻ liền tay mấy chị ơi, một nút chia sẻ liền tay giùm em liền luôn ha. Không được anh. Kì vậy? Tới vô điện mà không vô. Yếu hả? Rồi vô lẻ giùm em luôn. Đang mặc là nguyên set giùm em mấy chị, 115 nghìn. Bớt hỏi những câu, nguyên cái áo có bán lẻ cái áo không? Bán cái áo không cũng 115 nghìn, mà bán nguyên set cũng 115 nghìn nha. Em muốn mua cái áo không thì cũng 115, mà em muốn mua nguyên bộ cũng 115 nha cưng nha. Đừng có hỏi những câu vô nghĩa, rất mệt mỏi nha. Ok, Đặng Thị Như Ý nè, vô giùm em đi bà ơi, chia sẻ đi để em lên em chim đi game, bán hàng sale đầu like cho mấy chị đẹp của mình. Khách vô khách chốt quá trời, em chốt cho mấy chị trước mấy set nha. Quá đẹp luôn, có 115 ngàn set à. Ngô Yến hả? Ngô Yến một set nè. Chị Vi sớm không gọi, chiều không gọi đâu, tới giờ live stream là gọi à. Vi Vi Anh Nguyễn nè. Chị sao quá. Vi Vi Anh Nguyễn hai set luôn. Con có rồi mẹ, con có rồi mẹ. Vi Vi Anh Nguyễn hai set luôn, ok la luôn. Set đang mặc bao nhiêu? 115 ngàn em ơi. Thu hình một set có luôn nè. Vô không kịp làm gì luôn nha mấy chị. Khách chốt quá chốt rồi. Nhạo hình chứ lộn. Nhạo hình nè. Rồi ok, số 9794 nè. Nhạo hình số 7, số đuôi 9794 nè. Thu Huyền 4 set nè. 115 cho em nha mấy chị nha. Quá đẹp luôn. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Này ai không lấy ủng ngán chịu thiệt luôn á trời. Sang xỉu mệt, sang xỉu cho em luôn với bà nha. 115 mấy chị ơi, cho em xin nút chia sẻ liền tay nha mấy chị nha. Trời ơi, nay nó bị cái dị quỷ này nữa chứ. Thu Huyền 4 set nè, 115 nè. Ok luôn. Đúng thì em gửi, thì em lấy gửi lại cho em nha, ok luôn. Thu Huyền lấy 5 bộ luôn phải không, rồi ok la luôn nè. Vô lẹ giùm em mấy chị ơi, đẹp quá à. Xuất sắc ghê luôn á, một set cho Bình Nguyễn luôn. Bình Nguyễn một set 115 nè. Đẹp quá à trời. Vô em chưa kịp làm gì, khách chốt set này không luôn á mấy chị. Ok, có về body kiểu không chị? Có nha Lý Diễm My ơi. Rồi Lê Ngân một set có luôn. Lê Ngân số 4810. Đẹp quá trời đẹp luôn á mấy chị. Có 115 ngàn à. Trời em không tin mỏ đẹp gì luôn á. Trời ơi xuất sắc quá à. 115. Cho em xin nút chia sẻ liền nha. Đẹp quá trời đẹp luôn, để em lên hàng sale là hàng tặng đầu like cho bà chế của em luôn. Chị nào chưa chia sẻ nhanh tay vô chia sẻ giùm em liền nha mọi người nha. Hàng sale nhà em nhiều lắm mấy chị ơi, thiệt luôn á. Trời ơi em nói là đứa đường đơn luôn, đứa đuôi đuôi luôn á mấy chị. Đây, toàn hàng mới, toàn hàng đẹp thôi. Nhưng mà lên là sale tặng cho chị em mình nha. Chị nào chưa chia sẻ nhanh tay chia sẻ giùm em liền luôn. Lên tặng cho chị em mình như này trước nè. Đó, hàng bơm là chưa tính nha mọi người. Hàng bơm là chưa tính nha. Like nào cũng chia sẻ cho bà quá trời luôn. Ôi sao mà nó không lên tương tác ta. Chia sẻ quá trời sống lên tương tác ta, kỳ vậy ta. Thiệt luôn á. Rồi ok la luôn. Lên cho em liền mấy chị ơi. Ai chưa chia sẻ nhanh tay chia sẻ livestream mà em nha mọi người nha. Rồi ok la luôn nè. Lên xe cho mấy chị mấy cái bộ thể thao này luôn nè. Ok luôn. Cảm ơn em nhiều nha. Rồi lên hàng 19 ngàn mấy chị ơi. Ai chưa chia sẻ nhanh tay giùm em liền mấy chị. Hôm nay đồ đẹp lắm mọi người. Hôm nay lên thiết kế trời mới thiệt luôn, đuối luôn á mấy chị. Hôm nay thiết kế lên là đuối đầu đầu luôn mọi người ơi. Rồi em đang mang là nguyên set.
nha, 115.000. Form áo này dán dài giùm em, không lo mấy chị không phải dán ngắn đâu mọi người ơi. Hàng thiết kế nha em, là mấy chị cứ tự tin mấy chị lấy luôn ha, form rất là đẹp luôn mọi người ha. Rồi ok chưa? Rồi mấy chị lên săn hàng giá rẻ giùm em luôn nha mọi người nha. Rồi, cho em xin một nút chia sẻ liền luôn. Chị nào có chia sẻ mà được chốt hàng giá rẻ này giùm em luôn nha mọi người nha. U là trời coi nè mấy chị. Hiện lên cho em cái nhãn là người chia sẻ liền tay luôn. Được chưa? 2 set. Vi Anh Nguyễn 2 set. Ủa vậy ai nữa ta? À, 5 cho Huyền chưa? 5 cho ấy chưa? Có ra phiếu được chưa vậy? Rồi ra rồi ok. Không có. Cho em xin nút chia sẻ liền nha mọi người nha. Lên cho mấy chị một cái mã set phép mấy chị ơi. Set phép cho em nha mọi người nha, siêu đỉnh chưa? 39.000. 39.000 giùm em nha mọi người nha. Trời ơi mấy nhỏ a rập xe út này nó hát kìa. Trời ơi, còn quần tách tay không chế, quần tách tay còn da thôi em ơi, quần tách tay còn da thôi em. Chia sẻ liền giùm em mấy chị, set phép 39.000 giùm em mấy chị. Set phép 39.000 dành cho chị đẹp nào nhanh tay nè ha, có chia sẻ livestream em liền luôn ha. Chốt set phép 39.000 giùm em thôi. Vui vẻ thôi mấy chị ơi. Rồi đây. Trời ơi. Set sơ mi mấy chị. Set sơ mi Quảng Châu giùm em luôn mọi người. Trời ơi nè. Hai set hai màu luôn nha. Hai set hai màu cho mấy chị luôn. Được chưa? Em để cho mấy chị hai set nè. Màu đen 59.000. 59.000 giùm em cho mấy chị đẹp nha. Set vest màu đen luôn. Rồi. Định chưa mấy chị? Ôi lộn, set ngố mấy chị. Ngố đen, ngố trắng 59.000. Ngố đen, ngố trắng 59.000 giùm em. Cho em xin nút chia sẻ liền nha mọi người nha. Ngố đen, ngố trắng 59.000. Không chia sẻ là mình không lên tương tác, mình không có quà ráng chịu mấy chị, thiệt luôn á. Rồi, một bộ pyjama giùm em mấy chị. Đây. Pyjama mấy chị ơi. Pyjama ngựa vằn nè mấy chị. Rồi, ôi trời ơi, trời đất ơi, em cầm cái gì mà nó không có ra cái form vậy trời. Đây, pyjama ngựa vằn cho em nha. Rồi, quá sang luôn nha mấy chị. 55.000 pyjama ngựa vằn 55 mấy chị ơi. Pyjama ngựa vằn 55.000 giùm em luôn ha. Cho em xin một nút chia sẻ liền nha mấy chị, để em chốt liền luôn. Set em đang mang là 115.000, một màu duy nhất y hình y mẫu đang mặc. Không có. Trời nó sạc cái gì vậy? Rồi đây. Gấu nha mấy chị. Ngố gấu giùm em. Ngố gấu 49.000. Đó, hôm nay là lên xương xương cho mấy chị em mình mấy mẫu này thôi đó. Đỉnh chưa mấy chị? Đỉnh chưa? Rồi ok chưa? Chốt cho em liền nha. Rồi, em chúc mừng nè. Chị nào đây? Sơ mi 39.000 set phép em chốt cho Bình Nguyễn. Có chia sẻ là có quà mấy chị ơi, khỏi nói nhiều nha mọi người nha. Được chưa? Rồi, em chốt set sơ mi cho chị, set chốt sơ mi trắng cho chị Thiên Nga. Chị Thiên Nga này chia sẻ chưa đây? Rồi ok luôn, chốt set sơ mi trắng cho chị Thiên Nga nha. Rồi em chốt set sơ mi đen, em chốt cho My Lê 59.000. Rồi set ngựa vằn giùm em mấy chị, ngựa vằn chị nào chốt đây? Dạ rồi, set ngựa vằn nè, chị nào nè. Ngựa vằn em chốt cho chị Chung Chung, chia sẻ like giùm em nha. Chia sẻ like giùm em luôn. Bộ gấu em chốt cho Hoài Thương. Ơi Hoài Thương ơi, hình như chưa có số điện thoại nè cả Hoài Thương ơi. Lên thông tin số điện thoại địa chỉ giùm em mọi người nha. Rồi em còn một bộ gấu mấy chị ơi. Gấu em chốt cho Bùi Thị Bích Chi. Rồi ok nha mọi người nha. Em chúc mừng mấy chị đẹp nha. Trời ơi em nói thiệt luôn, chơi với em là mua hàng với em là đơn giản đó chị. Chị cần chia sẻ thôi nha mọi người nha. Comment nhanh tay thôi mấy chị ơi. Làm sale liền cho mấy chị mấy cái mã đầu like luôn. Giá rất là rẻ giùm em luôn. Được chứ mấy bà chị. Được chưa? Rồi cho em xin một nút chia sẻ liền mấy chị. Trời hôm nay hàng đẹp lắm mấy chị ơi. Thật sự luôn, hôm nay là hàng là mê mệt mấy bà luôn. Hàng hôm nay là mê mệt giùm em luôn mọi người. Rồi tiếp giùm em luôn nha mấy chị. Tiếp giùm em luôn. Rồi một con áo khoác mấy chị ơi. Trời ơi áo khoác đến khi nào mà em lên đó mấy chị, thiệt luôn á. Trời ơi nè, đây nè. Em nói mấy chế luôn nha. Hàng đẹp mà mê như vậy luôn mấy chị. Rồi bán cho mấy chị em mình lên tương tác luôn nha. 49.000 giùm em mấy chị ơi. 49.000 tặng cho em mình đầu like luôn nè ha. 49.000 giùm em. Chốt cho em liền luôn. Trời ơi quá đẹp, quá xuất sắc luôn nè. 49.000 một cái áo khoác nha mọi người nha. Áo khoác chữ thêu cho mấy chị luôn. Khoác chữ thêu giùm em luôn. Ai lấy khoác chữ thêu, chốt khoác chữ thêu kèm số điện thoại giùm em liền luôn. Được chưa?
Nhớ giùm em nha, mua hàng phải để lại giùm em thông tin số điện thoại địa chỉ nha mọi người nha. Mua hàng để lại giùm em thông tin số điện thoại địa chỉ giúp em. Rồi được chưa? À, khoát 49 mấy chị ơi. Nay có pyjama nha, đợi em xíu em lên cho bà ơi. Rồi em chốt khoát 49 nha, em chốt chị Uyên Jessica nha. Ok tình yêu chưa? Rồi đây nha mấy chị. Set em đang mang, em bán 115.000 một set. Bao gồm một cái áo sơ mi form rộng to, đẹp xỉu như thế này giùm em luôn. Và một chiếc quần dán quần tay đùi, mấy chị nhìn em may nè mấy chị. Nhìn em may cho mọi người nè. Em nói cái set này là cực kỳ đỉnh luôn nha mọi người nha, túi nè mấy chị. Một cái set hàng thiết kế chưa tới 200.000 mấy chị. Không, chưa tới 150.000, tin không mấy bà chế. Mặc đi tiệc, đi chơi rất là sang giùm em luôn ha. Em là em cao 1m65 mọi người, không hề bị cấn đáy luôn mấy chị ơi. Không hề bị cấn đáy cho em luôn nha mọi người nha. Nhìn cái set em lên hàng cho mọi người nè. Trời ơi trời. Mặc vô mà không có miếng vải thừa luôn mấy chị. Mặc vào mà không có một miếng vải thừa cho mấy chị luôn. Thật sự rất rất là đẹp luôn. Rồi, mẫu này cho em nha mọi người nha. Bao gồm nguyên set giùm em 115.000 một set. Trời ơi mấy chị ơi coi nè. Ôi ơi là trời nó sang em mới thật sự luôn mọi người ơi. Quá đẹp luôn mấy chị. Form quần nè mấy chị, form quần, nhìn form quần giùm em luôn, nhìn kỹ form quần giùm em luôn mấy chị. Trời ơi là trời, cái này mà không mua là quá tiếc luôn á mấy chị ơi. Không phải em ơi, tại vì ai comment là chị đọc tên hà bé ơi. Nha, ai comment là chị đọc tên nè em ơi, chị nói thiệt chứ giờ. Không có biết sao nữa, lát hồi nó chơi mini game tiếp đi rồi mình lời săn hàng tiếp nha. Chứ giờ không biết sao nữa mấy bà ơi, mấy bà đâu có chia sẻ đâu. Mấy bà chia sẻ đâu, không có chia sẻ vô hội nhóm cho em gì hết trơn trời á. Thiệt luôn á. Đồ đẹp rẻ muốn xỉu luôn. Đây, không mua được hàng sale mấy chị, mua hàng mới nè. Đó, thấy không, mà bán giá cho mấy chị như giá hàng sale của người ta luôn. Được chưa, 119 nha mọi người nha, ok chưa. Rồi em chốt cho mấy chị luôn. Rồi, Diễm thôi em chốt một set đang mang luôn nè. Giá 119, có lộn 115 mọi người, lộn 115 giùm em. 115 nè, ok luôn. Bé Diễm một set đang mang chốt cho bé Diễm luôn. 115 mấy chị ơi, đẹp lắm. Đẹp cực kỳ đẹp luôn. Trời ơi má ơi coi nè, Diễm Thùy có nha, thấy thông tin của Diễm Thùy luôn. 115.000 giùm em nha mấy chị nha, 115.000 mấy chị. Rồi ok chị Yến, xong thấy comment của chị Yến ta. Rồi ok Phạm Thị Ngọc Yến nè. Ai vậy? Phạm Thị Ngọc Yến nè, ok luôn nha. Ngố gáo em hết rồi mấy chị ơi. Ngố gáo em hết rồi mọi người. Rồi chốt giùm em nha mọi người nha. Set này mặc sang quá mấy chị. Em phải nói thật sự là quá sang cho mọi người luôn. 119.000. Trời ơi trời, không tin được luôn mấy bà chị ơi. Nguyên một set em đang mang có 119.000 mấy chị. Em nói em like mà em xỉu luôn mấy chị. Thiệt luôn, em không tin được cái set này 119.000 luôn á. Form này cho em từ 40-58kg. 40-58kg em ơi. Lưng của nó đó mấy chị đẹp nè. Em làm lưng trước là lưng bản nha. Đằng sau là lưng thun liền cho em luôn, có 115.000 nè. 115.000 một set thôi, rất là rẻ mấy chị ơi. Một cái áo sơ mi này mấy chị ra ngoài mấy chị mua cho em thôi là đã 150-180 rồi. Chứ đừng có nói gì mấy chị mua nguyên set nữa này, giá 115.000. Không có đâu mọi người. Nha thiệt luôn, không có đâu mấy chị ơi. Hứa luôn á. Ai bán cái này 115.000? Ai bán với bà 115 má ơi, 115 lộn. 115. Chứ bà 119 đó mấy chị, 115. Nhỏ Duyên 3 set có luôn. Rồi còn 3 set cuối cùng hết hàng mấy chị. Còn 3 set cuối cùng là hết hàng cho mấy bà luôn. Hôm nay quần jean áo sơ mi đồ về đầy đủ cho mấy bà chế rồi nha, đẹp lắm luôn. Nó chập quýu rồi, quýu đẹp á, tính bán 119 á, mà không dám bán luôn á. Bán 115.000 cho chị em mình thôi đó, thiệt. Đẹp quá chứ đẹp, sang quá chứ sang luôn nha mấy chị nha. Trời ơi, mới thiệt luôn nè, nhìn nè mấy chế, sang dễ sợ chưa. Trời ơi, cái này mà không chia sẻ giùm em nữa thì thôi luôn á trời. Không chia sẻ cho em nữa thì thôi luôn á. Đẹp ha. Quá trời quá đất mới chơi, quá trời quá đất đỉnh luôn rồi. Ok. Chị Võ Danh em thấy chị nha chị ơi. Rồi còn 3 set cuối cùng mấy chị ơi. Còn 3 set cuối cùng chốt giùm em liền luôn nha. Set sơ mi 115.000. Bao đỉnh luôn. Bao gồm quần và áo sơ mi giùm em. Trời ơi trời. Set này mà em về có mấy chục set mẹ má không hết em xỉu liền. Tại chỗ thiệt luôn mấy chị, nhìn cái tay em làm cho mấy chị nè. Thấy chưa? Cái tay em làm cho mọi người nè. Rất là sang luôn mọi người. Cực kỳ sang luôn nha mọi người nha. Đây, tay em làm dán sơ mi phòng cho chị em mình nè. Nhìn nè. Trời ơi, có 115.000 một set mà không chốt, không mua em này mua cái gì bây giờ trời. Lưng là lưng chun nha chị em nha. Đây là khoảng chừng 40-60kg mấy chị. Mấy chị cứ mặc vào thoải mái giùm em luôn. Rồi, cái đường chích like eo cho mấy chị nè mấy chị. Cái đường chích like eo cho mọi người nè. Mọi người nhìn kỹ giùm em nha. Đây, cái may này nè. Sao quảng cáo hoài trời. Ném thảy qua cho anh cái remote rồi.
Đây nè mấy bà, cái đường lai nè mấy chị, cái đường dây kéo em may cho mấy chị nè, rất là kỹ luôn nha. Mình mặc cái nội mà người ta không có lỡ cái dây kéo thô ra luôn á mấy bà. Đẹp dữ lắm, đẹp luôn, 115.000. Còn đúng 3 set cuối cùng. Trời ơi, cái này mà tôi bán không hết là tôi xỉu liền, tại chỗ liền, cắn lưỡi liền luôn. Quá đẹp, quá đỉnh với bà luôn, 115.000. Mặc đi tiệc cho em, đi đám cưới, đám ngơ đồ mấy chị nè. Trời ơi trời, cái này mà lên cái form không sang thì thôi luôn á. 115 nha, là bao gồm áo và lại quần luôn. Xuất sắc chưa? Xuất sắc chưa? Là hết hàng luôn đó. Cái này mà đứng năn nỉ với bà không thì nhức cái đầu với mấy bà khách tôi luôn thiệt. Bỏ tay, bỏ tay, bỏ tay. Bỏ tay chấm cơm luôn rồi, không biết đường nào nổi luôn rồi. Lên tiếp set mấy chị. Phải nói là quá đỉnh cái set này luôn. Không mua là tiếc giùm mấy chị, em nói thiệt. Mấy chị không mua là em tiếc giùm mấy chị luôn á, chứ không phải là em nói gì đâu nha mọi người nha. Thật sự với mấy chị em mình luôn. Trời ơi 115.000 mấy chị ơi. Chưa bao giờ một cái set nào em về mà em nói. Em nói mấy chị nhiều như vậy luôn. Em nói thật sự nó rất là đẹp luôn. Trời mấy chị coi nè mấy chị. Từ dáng cho tới form luôn mọi người nhìn nó sang luôn mấy chị. Trời ơi cái đẳng cấp của mình mà bận bộ đồ 115.000 mà nó sang như vậy luôn mấy chị. Quá tiếc, quá tiếc, quá tiếc. Chị nào mà vào sau mà thật sự không mua được cái set này là em tiếc giùm mấy chị luôn. Vì nó quá đẹp và quá rẻ, 115.000 chị em coi là sang ghê không. Xin lỗi, xin chia buồn giùm mấy chị mà vô trẻ nha. Xin chia buồn cùng mấy chị vô trẻ nha, thiệt luôn á. 115. Hết rồi. Hết rồi, dự bị. Dự bị nha, những cái chị đẹp em đọc tên sau là dự bị giùm em. Tiếp tục. Em nói hôm nay mà em lên hàng thiết kế cho mấy chị á, mà hàng không định em không lấy tiền nha. 100 mấy chục ngàn một set thôi mấy chị ơi. Mà nó đẹp như vậy nè mấy chị. Nhìn giùm em liền. Ô là trời, em nói hàng hôm nay cho mấy chị nha. Mặc đi Noel đi. Cái này là mấy chị mua, mấy chị mặc đi tiệc, đồ đám cưới, đồ là tao nói thiệt vô mảnh luôn nè. Sắp hết dịch rồi nè mấy bà. Nhìn giùm em ha mọi người ha. Cái form này giùm em nó là form quần mấy chị. Form quần hai chị em nha, chứ không phải là form vẫy đâu. Rất là đẹp luôn. Rồi lên giùm em tiếp tục một cái mã định mấy chị ơi. Một cái mã định tiếp tục. Cho em xin một nút chia sẻ liền. Để em cái set này em để cho mấy chị giá siêu rẻ luôn nè mấy bà. Rồi vô chưa? Vô liền. Săn liền cái set này giùm em luôn ha mọi người ha. Chất tuyết mưa, chất tuyết mưa. Đáng lẽ em để cái set này cho bà gái nè. Giá là 119.000 đúng không? Hôm nay chị lớn mấy bà luôn. Em để chi ân cho mấy chị đẹp của em một cái set như thế này giá 105.000. Áp dụng chia sẻ livestream giùm em. Được chưa? 105 nha mọi người nha. Chất giùm em tuyết mưa để cho mấy chị mặc vest. Đây là để cho mấy chị mà lên vest. Ha, chất rất là dày luôn. Được chưa? Bây giờ em lên form. 105 mấy chị. Màu xanh, nu, hồng, đen. Xanh, nu, hồng, đen nha mấy chị. Em lên form. 105 chốt đơn liền. Ai thích là kèm màu liền. Để lát hồi không kịp người ta uổng mấy chị ơi nha. Uổng lắm là uổng giùm em luôn. Trời ơi cái này đẹp mấy bà ơi. Kéo 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 xuống bà ơi. Kéo xuống. Trời ơi em lên cho mấy chế set nơ này nè mấy chế. 105.000 một set. Thật sự với mấy chị luôn. Quá là đẹp rồi. Quá là đẹp rồi mấy chị ơi. Chốt liền giùm em liền, nói gì nữa mấy chị, nói gì nữa luôn. Mấy cái hàng thiết kế này mà mua cái giá quá hời luôn. Cái này lên giả váy cho mọi người nè. Ôi là trời. Ôi là trời, cái gì vậy trời. Hôm nay em lên cho mấy chị cái hàng mà nó khủng khiếp như vậy thôi. Mà mấy chị không thương em, cho em xin nút chia sẻ nó thì thôi luôn á. Hôm nay mà em lên cái hàng này mà mấy chị không thương em, không có yêu em mà cho em xin nút chia sẻ nó thì thôi luôn á. Thiệt sự luôn mọi người ơi. Hôm nay là bán cái set này mà rụng rời tay chân mấy chị ơi. Rụng rời tay chân chị em mình luôn. 105.000 một set nha. Lên con chi ân cho mấy chị liền luôn. Quá đẹp mấy chị. Bung màu cho chị em mình xem liền luôn mấy chị ơi. Chốt liền giùm em nha. 105 chi ân cho chị em mình con set này. Cho em xin nút chia sẻ liền. Có chia sẻ chốt đơn, không chia sẻ không chốt đơn. Buồn gán chịu. Buồn gán chịu nha. Đây màu xanh của nó nè mấy chị. Trời ơi là trời.
em làm lưng chuốt là dán bảng, đằng sau lại là dán chung cho chị em mình dễ nè. Bao nhiêu ký mình mặc cũng vừa, 40-58 ký mình mang vừa set này giùm em nha. Chất là hàng tuyết mua chị em mình luôn. Em ngồi để em vẽ bông màu cho mọi người xem, xong em đứng dậy cho chị coi dán, yên tâm nha. Ai thích là dứt liền, đừng có chần chừ, đừng có suy nghĩ. Tại vì nó rất là rẻ mấy chị ơi, nó rất là rẻ luôn. Nha nha nha, 40-60 ký nha mấy chị. Trời ơi coi nè mấy chị ơi, cái màu nu nè, nó sang dễ sợ chưa. Nó sang dễ sợ giùm em chưa mọi người. Màu nu nè chị em ơi, màu nu nè mấy chị á. Đừng có coi cái quần luôn, giờ coi cái áo thôi nha mọi người, để nó phối cái màu cho mấy chị biết ha. Trời ơi nè mấy chị coi giùm em nè, đỉnh chưa mấy chị. Rồi màu đen nè mấy chị. Cái hàng này nha mọi người, mọi người mặc đi tiệc, đi chơi, đi bơi cho em thì thôi còn nói gì nữa mọi người. Như hàng hot girl luôn, như hàng hot girl mấy trăm nghìn luôn nè. Màu đen nè mấy chị. Thôi là trời, tôi nhìn mà tôi còn xỉu lên xỉu xuống luôn mẹ ơi. Màu đen, màu xanh, màu nu, 105 kèm xứng thỏi giùm em liền. Trời ơi trời, trời ơi trời, trời ơi trời, mấy chị ơi, thiệt sự luôn nha mấy chị nha. Trời màu đen nè mấy chị. Một từ đỉnh luôn, một từ đỉnh cho mấy bà trẻ luôn. Cái này nó làm theo kiểu dáng quần xòe giùm em luôn ha. Thôi bị lạ luôn, trời ơi. Má ơi coi nè, coi nè. Nhớ giùm em nha, con này phải có chia sẻ mới chốt, không chia sẻ không chốt gán chịu. Cái chất nha mọi người là hàng tuyết mưa để em lên sợi vét nha. Cái này là hàng tuyết mua lên sợi vét cho em nha. Không mua là uổng ráng chịu. Trời ơi trời, 105 kèm xứng thỏi giùm em liền. Thỏi nó nhiều. Hôm nay em nói với mấy chị là hôm nay em lên hàng thiết kế cho mấy chị mà giá siêu cấp. Siêu cấp ngày hôm nay cho mọi người luôn nha. Trời ơi nhìn giùm em liền, chốt đơn luôn mấy chị. Bán 105.000 mấy chị tưởng em chốt đơn ảo nhưng không nha mọi người nha. Hàng này của nhà em, bao hàng cho mấy chị mang luôn, ok chưa. Bắt đầu em chốt cho mấy chị nè. Bé Phương nè, nhanh tay thì còn chậm tay hết gán chịu mấy chị. Nhanh tay thì còn chậm tay hết gán chịu. Cái này nói thiệt, em bán chi ân con này 105 nha chị em. Không mua là buồn gán không lộ, không mua là tiếc gán chịu, khỏi nó nhiều. Mi mi màu xanh có luôn, 105 nha mấy chị. Quá đẹp mấy chị ơi, quá đẹp luôn rồi. 40-60 ký mặc vừa giùm em luôn nha. Quá xuất sắc rồi mấy chị ơi. Trời ơi lẹ 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 giùm em liền. Hình như hà màu đen có, hình như hà màu đen có luôn. Màu nu cho muôn mèo có luôn. 105.000 một set mấy chị ơi. Set nu cho chị Quỳnh Đào luôn, ok luôn. Đen cho Hồng Đặng, 105 kèm sức thoại có đơn giùm em luôn. Lệ Thủy lấy nu đen hai màu luôn. Lệ Thủy nu đen nè, hai màu có luôn. Nhanh tay còn chậm tay hết gán chịu luôn. Mi Lê đen xanh nè, Mi Lê còn xanh hết đen nè, Mi Lê còn xanh hết đen nha. Tú Cẩm màu nu đen hết rồi, Tú Cẩm bây giờ còn nu nha Tú Cẩm ơi. Còn nu hết đen nè, còn nu hết đen nè Tú Cẩm nè. Ok luôn, Su Su hết màu đen luôn. Hạnh Lê hết đen rồi em ơi, giờ còn 3 set nào có nu nè. Rồi còn hồng với xanh mấy chị, còn hồng và xanh là em hết hàng mấy chị ơi. Còn hồng và xanh giùm em luôn. Mi Mi có xanh rồi em ơi, Mi Mi có xanh rồi, 105 mấy chị. Thêm hồng cho bé Phương luôn, có luôn. 40-60 ký mặc dừa, 105.000 kèm xứng thoại. Thu Tâm mà đổi màu giùm em luôn Thu Tâm ơi. Rồi còn hai hồng một xanh hết hàng mấy chị. Hai hồng một xanh 105.000. Bán giá cho em nói thiệt với chị luôn là lên tương tác chứ không cần phải nói nhiều. Tú Cẩm 105, 105.000 chị em ơi. Không cần phải nói nhiều mấy chị. Nhìn một cái là sang xịn mịn liền giùm em luôn. Cái chất nha chị em, hàng tuyết mưa giùm em. Cái chất tuyết mưa là mấy chị khỏi nói rồi, rất là đứng phơ. Mọi người nhìn giùm em nè, gài nè mọi người nè, nút nè ha. Mình về mình gài vào giúp em, thấy chưa. No là em đính sẵn cho chị em mình rồi. Giặt là khỏi sợ rớt, giặt là khỏi sợ rớt luôn. Ngay cả cái cổ mấy chị ơi, nhìn giùm em đi, nhìn giùm em cái phông cổ của em đi mấy chị. Chất mặt lên nè, không có phải em không có ủi ắng gì nha mọi người nha. Mở bịch ra là mặt lên thôi đó mọi người, mở bịch ra là em mặt lên dẻ vậy thôi đó mấy chị. Mà nó đẹp cỡ đó đó mọi người, đỉnh chưa. Chị Dung Võ một hồng em ok chị Dung Võ. Ê màu đen còn một, màu đen còn một nè hả. Hạnh Lê hả, nè cho Hạnh Lê nè. Rồi ok luôn, còn một đen cuối cùng, lộn một xanh cuối cùng luôn chị em, một xanh cuối cùng hết hàng. Trời ơi trời, nhìn giùm em, nhìn giùm em liền mấy chị ơi. Chốt lẻ cái con màu xanh này liền mấy chị, nói cái chi nữa hả. Không không không, không có tháo nơ được. Cái này cái điểm nhấn tại cái nơ mà. Su Su hết đen rồi nha Su Su ơi, hết đen lấy xanh đi, lấy xanh đi, xanh đẹp lắm mấy chị ơi. Xanh là xanh min nha, có lộn xanh là xanh đậu nha mọi người. Trời ơi coi cái màu xanh của tôi nè, nhức cái nách chưa, nhức cái nách chưa, hai màu nha. Bây giờ lên xanh cho mấy chế coi cái nữa nào để em qua mẫu chứ. Trời đẹp quá luôn, đẹp quá. Ngày hôm nay là toàn là siêu phẩm mấy chị. Tiếp tục thêm một cái mẫu siêu phẩm nữa,
giá siêu siêu rẻ luôn. Mọi người chia sẻ cho em liền nha, chia sẻ cho em liền. Hôm nay là săn hàng thiết kế nhà em là đỉnh 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 nha. Hỏi rất nhiều. Hôm nay hàng thiết kế của tôi vô rồi. Phải nói với chị luôn, một từ là đỉnh của chớp nha chị em ơi, đỉnh của chớp luôn. Trời ơi mấy chị ơi, nhìn nè, nhìn thiết kế của em đỉnh chưa? Trời ơi là trời á, tiếp tục giùm em liền. Con này lên với mấy chị ấy mà giá siêu siêu khủng khiếp luôn. Lên tiếp theo đây nè. Ôi là trời, hôm nay hàng quá trời đỉnh rồi mấy chị ơi. Trời ơi trời, em không ngờ cái set này nó đẹp như vậy luôn á trời. Tiếp tục. Trời ơi. Còn một cái cuối cùng thôi cho bà Tú cảm luôn là hết luôn. Trời ơi trời, coi nè. Để mặc lên cho những chị đẹp nào mình không lấy, mình tiếc nuối với chị. Thật sự luôn á. Nè, về gài nơ lại giùm em. Trời ơi trời, lấy trái tim của em rồi mấy chị ơi. Quá xuất sắc luôn. Tiếp tục với em ơi. Rồi đây. Trời ơi trời mấy chị. Tiếp tục nè. Em bán con này cho mấy chị dưới 100 ngàn. Được chưa? Em nói hàng thiết kế mấy chị, mà em bán vài chục ngàn. Hàng thiết kế cho mấy em lên vài chục ngàn cho mấy chị nè. Xanh em hết rồi nha. Ok luôn. Rồi mấy chị ơi, cho em xin nút chia sẻ liền mấy chị. Cho em xin nút chia sẻ liền cho em luôn cả nhà ơi. Trời ơi, hồi hộp với em này quá mấy chị ơi. Hồi hộp với em này quá luôn mọi người. Hôm nay em chỉ lên hàng siêu cấp cho mấy chị thôi. Mấy chị tin em luôn, thiệt sợ luôn á. Hàng hôm nay là em lấy về cho mấy chị làm gì mấy chị? Mấy chị chuẩn bị mặc, mấy chị đi lễ Tết cho em nha. Vô nè mấy chị. Trời ơi trời. Trời ơi là trời. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bao nhiêu tiền mấy chị ơi? Hết xanh rồi mấy chị. Lân chun cho em 40-60kg mặc vừa. Được chưa? Xuất sắc chưa mấy chị? Để em lên cái form rồi em báo giá xong cho mọi người. Em bán dưới 100 ngàn set này thôi nha. Em bán dưới 100 ngàn set này cho mấy chị thôi nha mấy chị. Chia sẻ liền giùm em liền. Chia sẻ liền, khỏi cần phải nói nhiều luôn. Rất là đẹp. Áo bèo em gửi Trang lấy cho em chưa? Áo bèo chưa. Chưa. Body là đại em tí luôn. Trời ơi hôm nay em chị lên hàng cho mấy chị là khủng khiếp thôi. Mấy chị cứ tự tin luôn. Hôm nay ở trong cái livestream này cho em. Đừng rời mắt. Thật sự với bà luôn là đừng rời mắt. Tôi sẽ lên cái màu hường này cho mấy bà coi nè, đẹp quá. Quần vải tách tay nha chị em ơi. Quần vải tách tay cho em nha. Ai? Ai hết ai? Một ai? Tên gì? Nguyễn Nở hết đen rồi, Nguyễn Nở hết đen rồi cục cưng ơi. Trời ơi, cho em cổ yếm mấy chị ơi. Gài cái nút vô làm sao giùm em đi. Trời ơi là trời, nữa rồi mấy chị ơi, tới công chuyện nữa mấy chị ơi. Tới công chuyện nữa. Cho em xin một nút chia sẻ liền giùm em mấy chị. Em bán cái này cho bà chế bao nhiêu tiền đây ạ? 89 ngàn mấy chị. 89 ngàn nha mọi người nha. Đỉnh chưa mấy chị? Rẻ chứ mấy chị. Ai rẻ lại em nữa không? Áo một màu trắng duy nhất. Tất cả mọi chi tiết này đều là hàng thêu hết cho chị em mình. Hàng thêu hết luôn. Em lên con này, em để cho mấy chị giá 89 ngàn. Chị em mình mua về cảm nhận cái chất vải của nhà em nha. Coi hàng có 89 ngàn mà nó đẹp như vậy á mấy chị. Chịu nổi không? Chịu nổi không mọi người? Áo một màu trắng và quần nó lên nhiều màu cho em mấy chị nha. 89 ngàn mấy chị ơi. 89 ngàn mấy chị, không nghe lộn đâu mấy. Không nghe lộn đâu, nghe đúng giá rồi đó chị em. Rồi em có màu xanh nè, màu cà phê nè, đang mặc màu hồng nè. Xanh hồng cà phê nè mọi người ơi. Trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi, chắc em nói cái bộ đồ 89 ngàn mà em ớn ốc quá mọi người. Em nói cái bộ 89 ngàn mà em ớn ốc quá. Có thể nào mà làm hàng mà nó đẹp và nó xịn như vậy mà có vài chục ngàn không mấy chị? Làm được như vậy luôn hả mấy chị?
em chỉ có bán sale bán rẻ cho mấy chị mới được cái giá như vậy thôi, chứ ai mà bán cho mấy chị cái set này mà dưới 100.000 như em không trời. Xanh nha, xanh rêu nha, rồi màu nâu tây nha, và màu năng mang nha chị em ơi, màu hồng. Không phải hàng dưới 100.000 mà không làm xịn sò đâu nha mấy chị. Form quần là lên túi cho em chị em ơi, form quần là lên túi giùm em luôn ha. Lưng nè mấy chị, 40-58kg giùm em đi mấy chị ơi. Mặc lên form một từ đỉnh của chớp, không cần nói nhiều nha mọi người nha. Mặc em này cho em là một từ nè mấy chị, hết nước chấm, xuất sắc chưa. Chốt giùm em theo màu quần, màu nu, màu xanh coban và màu hồng anh đang mang. Dễ thương không mấy chị? Trời ơi, tới công chuyện liền. Chốt màu cà phê hỏi giùm em liền nha mấy chị. Ok chưa? Hôm nay em bán cho mấy chị là em bán không lợi nhuận mấy chị. Những cái bộ đồ này như thế này mà bán dưới 100.000 nè. Có ai làm online, ai làm lại em không? Ai làm lại em không? Ok chưa? Hạnh lên lấy năm nè, ok. Vô mấy chị ơi, tới công chuyện rồi. Quá đẹp. Trời ơi, hôm nay em lên thiết kế cho mấy chị là mấy chị cứ ngồi ở đó mấy chị ngóng nè mấy chị, đừng nói gì hết. Đẹp là để em lo cho mấy chị nha. Ok chưa? Xét điểm quần hồng cho Nhật Ruby cỏ luôn. Rồi em thêm một xanh, ủa thanh xanh nào? Xanh, ủa hình như Hà xé phiếu đây không phải nha. Phượng Kim một xanh cỏ nè. Trời ơi, nãy giờ không ngồi thay ly, ngồi thay phiếu đi. Bây giờ mà còn từ. Để em xíu mấy bà ơi, để phân màu ra cho mấy chị nha. Bộ này về ít quá luôn nè mấy chị. Vài chục set thôi mọi người ơi. Vài chục set thôi. Xanh coban là nhiều nè, hồng hết luôn. Hồng hết luôn rồi. Lên cái nu cho chị em mình đi. Lên cái nâu cho mấy chị á ha. Nâu nhiều quá. Ok. Trời ơi xuất sắc luôn, hồng hết rồi phải không? Hồng còn có bộ à? Ủa cho ai vậy ta? Nè, áo nè. Hồng cho cũ lùng hả? Ủa hồng hay đang chốt cho ai trời? Phượng Kim màu xanh nè. Phượng Kim chắc xanh này quá. Xanh lá còn có con xét rồi trời. Rồi cái này toàn là xanh coban rồi mấy chị. Vậy nó còn có hai màu rồi mấy chị ơi, xanh coban nè mọi người. Xanh coban với lại nâu rồi mấy chị ơi, xanh coban với nâu thôi mấy chị. Xanh coban với lại nâu thôi nha. Rồi ba xét nè. Phương Bảo Thư. Cái gì? Sáng quần hồng đi Nhật Ruby hả? Lấy quần lê qua đi chứ hết rồi. Xanh rêu hết rồi. Rồi chị Hương Nguyễn, bây giờ em lấy xanh coban nha chị ơi, hết một quần hồng rồi chết. Kiều Hạnh ba bộ nè. Quỳnh Đào lấy xanh đen nè. Ok luôn, 89 hết màu hồng á chị ơi, rêu hết luôn. Mẫu này có hình ở trên, chị có đăng hình mà. Có đăng hình đầy đủ hết á. Đăng hình đầy đủ hết. Rồi chốt lẻ giùm em luôn á chị á. Ôi đẹp quá. Bán mấy cái này mà hồi hộp quá mấy chị ơi. Nó làm em rụng tim luôn mọi người. Trời. Mấy chị thấy không? Có vài chục ngàn mà nó đẹp như vậy đó. Có vài chục ngàn thôi đó mấy chị. Mai Tâm. Cái này mà không thương tình em cho em xin một nút chia sẻ nữa là thôi á mọi người. Quá buồn luôn. Quá buồn chị em mình luôn á trời. Trời ơi coi nè. Sang chưa? Còn gì để nói không trời. Không có hình đâu chị hả? Trong nhóm sĩ có hình á. Ôi lộn, sáng này chị có đăng hình mà. Cái này là set yếm á, set yếm chị có đăng hình mà. Có đăng hình nha. Em thêm một set 105 nữa nha chị, hết rồi em ơi, hết xanh 105 rồi cưng ơi. Rồi bộ đang mang em còn được 3 màu á chị ơi. Chị tìm, ủa phải chị tìm cái lấy cái này không trời. Có hình em gửi chị đó. Là hàng thơm này nè, nó làm cổ yếm như vậy nè. Nó làm cổ yếm như vậy nè mấy bà ơi. Ừ đúng rồi, cho chị tìm nữa, quên. Rồi em còn một bộ đang mang là hết. Xinh ha. 105 mà, có lộ 89.000 à, thiêu nè. Ôi ôi là trời coi nè. Trời ơi. Bán con này mà lợi nhuận khúc nào đấy trời, xỉu luôn đó chá. Xỉu luôn. Ok giùm em chưa? Bây giờ em lên cho mấy chị một cái mẫu body. Body. Đây. Hết nước chấm. Đây mấy chị ơi. Lấy cái body ra cho chị em mình xem. Nó dài 1m8 mấy chị. Nó dài 1m8, em cao 1m65. Dài qua gối em luôn được chưa? Chất nè mấy chị, 1m5 mặt không hề bị dài đâu nha. Không phải bị dài quá rồi đừng lo nha. Cái chất nè mấy chị. Trời ơi trời. Mặc vô mà không như hot girl trả tiền lại cho nha.
mặc vô không như hết gơ trả tiền cho mấy chị nha. Người đẹp vì lụa là nó đó mấy chị, người đẹp vì lụa là nó luôn. Em có màu hồng cái gì, hồng xám nâu tây, hồng xám và nâu tây, ba màu sọc cho em 85.000. 85.000 mấy chị. Em lên form nha mọi người nha. Hết nước chấm em này luôn. Form nè mấy chị, đơn giản nhẹ nhàng. Đây là dành cho mấy chị đẹp nào mà mình thích mà dạng như cái gu đơn giản chết. Đi đâu huyết mặt cái gì sọc cái đầm body vô thôi mấy chị ơi, không cần nhiều nha mọi người nha. Đeo cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh mang đi giúp Lào cũng dễ thương nha. Rồi 85.000 em lên form mấy chị ơi. Quá trời quá đất luôn, bộ đang nay còn một nè. 105 cho em liền. Có lộn, 89.000 bộ đang mang, xếp theo. Xếp theo 105 nha. Rồi em lên body đây mấy chị. Team body đâu vô hốt em này ngay liền và lập tức giùm em liền. Này, team body đâu mấy chị ơi, vào điểm danh ngay chứ còn gì nữa. Team body đâu? Vô lẹ liền giùm em đi. Lẻ làng chốt em này 85.000. Không có ngực đâu mấy chị, em không có ngực đâu mấy chị, mặc vô là mọi người nè. Không có cần lo là, ủa chị ơi em vú lét em mặc được không chị? Được chứ em, nè đâu cần gì đâu cân nè. Trời ơi mấy chị ơi, ba màu giùm em liền luôn. Xuất sắc luôn. Còn set sơ mi đầu like không chị? Hết rồi Hương Lê ơi. Nhưng mà lát hồi em lên một cái màu set sơ mi khác cho mua. Đẹp cực kỳ đẹp luôn, được chưa? 85.000 giùm em nha mấy chị. Hết nước chấm em này luôn. Cái chất vải nha mấy chị nha, hàng chuẩn shop luôn, cực kỳ co giãn chị em mình nha. Rồi ba màu nha mấy chị, ba màu giùm em luôn nè, nhìn giùm em đi. Ôi ôi là trời, coi nè cái chất nè mấy chị, 40-60kg giùm em. Màu hồng, màu xám và màu nâu, màu kem nu nu á mấy chị, cưng lắm luôn. Cái chất là bao nhiêu ký cũng vừa nè, 40-60 cân giùm em luôn ha. Body dài qua gối mấy chị, body dài qua gối chị em mình luôn nha. Trời ơi, những cái em body này mấy chị ra ngoài mấy chị mua mà cái dáng dài qua gối này là cứ 150-180 giùm em đi mọi người. Cứ 150-180 giùm em đi. Chứ đâu ra mà có cái giá dưới 100.000. 85.000 một cái đầm như thế này giùm em thôi mọi người, cái chất nè. Được chưa? Hơi bị xịn sò luôn. Con này mới là nhận hàng về không mê không lấy tiền. Được chưa? Xuất sắc luôn, một từ đỉnh giùm em liền, nói nhiều. Không cần phải nói nhiều mấy chị ơi. Đủ ba màu cho Phương Bảo Thư nè. Cái này cho Kiều Hạnh. Kiều Hạnh luôn. Kiều Hạnh ba màu luôn, chốt giùm em liền. Nha mấy chị, thôi bị đỉnh luôn mấy chị ơi. Team body vô lấy em này về mang cho em liền, nói gì nữa mấy bà ơi nè, có chất nè mấy chị. Trời ơi trời ơi. Xuất sắc chưa? Xuất sắc giùm em chưa? Chị Misaki nè, ok Misaki một màu nè. Misaki một hồng tỏ luôn. Body nu cho Nguyễn Thị Hồng Hạch, Hồng Vân nè. Đơn em còn, đơn em đi chưa chứa anh Thư. Bên chị gọi điện chốt đơn cho anh Thư chưa? À đơn anh Thư đi rồi, đơn anh Thư đi rồi. Biết rồi. Đơn anh Thư đi rồi, đơn anh Thư đi rồi nha em ơi. Có body 2 dây sọc không chị? Không Kim Hoa ơi. Hôm nay chị về cái dáng có tay nè. Thứ nhất là mấy chị nạp là bắp tay to nha mọi người. Mọi người lên là lấy mấy cái form bắp tay to nè. Mình mặc có tay chút xíu mình che lại khuyết điểm của mình nha. Rồi em này nó là cái form cổ ngang nha mọi người nha. Không có cần nhất thiết á. Tên gì? Nguyễn Thị Hồng Vân này hồi sáng mà không có cho số điện thoại. Chưa có chốt hàng cho chị luôn. Nguyễn Thị Hồng Vân này hồi sáng chưa cho số điện thoại nhà em luôn chị ơi. Ok luôn. Chị này chưa có điện thoại cho em lại số điện thoại liền đi chị ơi. Rồi ok luôn. Mai Misaki một thêm một xám nè. Body màu đang mặc chị Kim Thoại nè. Hương Ly đơn hàng của mình chưa đi chưa, dạ chưa chị ơi. Nguyễn Thị Hồng Vân lên số điện thoại luôn nè. Ok la luôn. Rồi lên màu cho em liền mấy chị. Ba màu mấy chị ơi, 85.000 chị em ơi. Đẹp ha, sang ha. Trời ơi mấy chị nhìn nè, có 85.000 một cả mà nó lồng lộn mấy chị. Ôi ôi, hàng mà thiệt luôn mấy bà ơi. Cái này là em bao cho mấy chị nè. Mặc là không thành hấp, không thành hấp dơ thì thôi luôn á. Xin chưa? Đơn giản nhẹ nhàng thôi nha mấy chị. Mang đôi dép Lào cũng xinh nè mọi người. Hàng này dài qua gối cho em nha mọi người nha. Nhiều khi mấy chị mặc trên gối như vậy nè mấy chị. Nhiều chị á mình mang vô mình sợ là dễ ngồi xuống là lộ hàng kia nọ. Nhưng mà mặc dài qua gối cho em rồi là rất là sang luôn mọi người. Em nói thiệt, không, em không biết gu mấy chị sao chứ thiệt. Sở thích của em là body thì phải qua gối. Em mới chịu. Biết sao mấy chị, nó đẳng cấp lắm mọi người. Nó sang dữ lắm, sang luôn nha mọi người nha. Đẹp ghê luôn mà em về cho mọi người ba màu nè. Ôi ôi, xách gấu chị đăng hình chú lên. Hả?
đâu có ai thêm đâu. Nguyễn Hồng, Nguyễn Thị Hồng Vân á. Ủa có rồi hả? Ok, vậy còn dư lại một set á. Trời ơi, 85 ngàn mấy chị ơi, thiệt. Em tưởng hàng 180 không á mọi người. Tưởng hàng 180 nghìn không luôn á. Sang dễ sợ cho mọi người. Đi đâu cần gì mấy chị mang đi giúp Lào cũng sang, cái này mới thiệt mà. Mang giúp Lào cũng sang mấy chị ơi, yên tâm giùm em luôn, vải rất là dày nha chị em nha. Rồi ok chưa? Trần Nhung set 105 em hết hàng chị Trần Nhung ơi. Hết hàng chị ơi. Rồi body giùm em mấy chị. Rồi 85 ngàn nha. Ai đó nào lên màu giùm em thôi mọi người. Kẹp lên giùm em luôn anh. Không lấy em qua mẫu. Không lấy cái này là bữa sau vô hỏi em body là không có hàng này, uổng lắm nè. Đẹp ghê hồn luôn. Thích set đúng không? Em lên set cho xem. Thích set để em lên set cho xem. Lấy cái đang mặc cho Ngọc Trang có luôn, 105 ngàn thôi à. Rẻ ghê, ó lộn, 85 nghìn thôi mấy chị ơi, vui vẻ thôi nha mấy chị. Đó, đâu có cần bán 180, 190 đâu. Bán 85 ngàn cho mấy chị về, biết cái chất liệu vải nhà em, biết cái form nhà em như thế nào. Được chưa? Mai mốt quay lại ủng hộ em nha. Ok không? Rồi, sọc đang mặc cho chị Lê Trang luôn. Lê Trang sọc đang mang có luôn. Rồi, sọc nuôi cho chị Hương Lê luôn, ok. Lên cho mấy chị một cái màu hồng nữa đi rồi qua mẫu, tại đẹp quá trời, không nở cởi ra luôn á. Trời ơi đẹp quá luôn nè mấy chị ơi. Em nói cái này là mấy chị con môi mặt nó dễ thương, nó dễ chịu, nó nhẹ nhàng mấy chị ơi. Nhẹ nhàng cực kỳ luôn. Màu hồng. Trời ơi, bánh bèo điểm danh đi. Bánh bèo điểm danh đi, nói gì nữa. Bánh bèo này vô điểm danh giùm em cái đi mấy bà ơi. Rồi còn hai màu nha, màu xám và lại màu hồng đang mang luôn mấy chị, 95 ngàn luôn ha. Bộ gấu đảm xíu đi mọi người. Bộ gấu đảm xíu đi, em biết gấu đúng không? Gấu quần sọc cầu vòng, đúng không? Gấu quần sọc cầu vòng đó mọi người. Trời ơi, đẹp quá là đẹp luôn mấy chị ơi nè. Đó, 40-60kg nha, mang thoải mái cho em luôn được chưa? Rồi, lên cho mấy chị thêm một cái mẫu set. Cái mẫu set này bán siêu rẻ chị em mình luôn. Thật sự nha mấy bà nha. Vô nè, vô nè. Cô bé nó đặt lại giùm chị luôn cô bé. Đây mấy chị, em nói cái đợt này em về cho mấy chị nè. Cái này là hàng người ta shop mấy chị ơi. Người ta lên hàng shop cho mấy chị luôn nè. Nhìn cái sọc giùm em đi. Áo thun đi chị hả? Rồi ok. Mấy con nghiện áo đang vô rồi đó. Áo đảm chốt, áo với quần jean nha. Áo với quần jean nha. Sơ mi về luôn rồi. Đây mấy chị. Trời ơi coi nè. Đẹp chưa? Viền nè mấy chị. Đúng chuẩn chưa? Quan trọng cái chân vẫy ha. Đây, tà trước ngắn hơn tà sau, may cho mấy chị hai sọc. Em nói cái này là người ta lên hàng cao cấp cho mấy chị mà. Người ta bán nguyên một cái set này, em đã thấy thiệt, đang ở trên thị trường đang bán nè. Em thấy nó phải rơi vào là cỡ chừng 230 mấy chị. Rồi được chưa? Nguyên một set như thế này em để cho mấy chị giá bao nhiêu đây mấy chị? Tri ân chị em mình luôn nha. Tri ân luôn, ok chưa? 99 ngàn mấy chị. Set 89 hết, còn một bộ kìa chị Trần Nhung. Set 89 anh em còn một bộ màu nu á. Chị lấy luôn em chùa chị cho. Rồi đây đi nha mọi người nha. Nút nè mấy chị. Một con áo sơ mi và một cái chân váy tennis nha mọi người nha. Nguyên một set như thế này giùm em. Giá bao nhiêu mấy chị? Xuất sắc luôn. Một tờ đỉnh của shop. Nói gì nữa mấy chị ơi. 99 ngàn. Già trẻ lớn bé gái trai đều mang được hết. Sơ mi mà lên chân váy thì là hết bài mọi người ơi. Sơ mi mà lên chân váy là hết nước chấm giùm em. Đây mọi người nhìn cái chất dập ly nè. Cái này là em chưa có ủi ẩn gì đâu nha mấy chị nha. Là ra một cái là em dơ lên cho mấy chị coi thôi đó. Mà cái form của em lên cho mấy chị nè, đỉnh chưa? 99 ngàn. Tính ra cái áo sơ mi 50 hả? Cái áo sơ mi 50, cái chân váy 50 ngàn mấy chị. U là trời, em mới thiệt luôn á. Đừng có hỏi cái này bán có bán rời không nha. Dĩ nhiên là không rồi đó nha. Mấy chị mua nguyên set này mấy chị sẽ rất là lời hơn. Lời hơn là mấy chị mua rời rất là nhiều luôn nha. Một cái áo bán 50, cái chân váy bán 50, nguyên set gộp vô nè mấy chị đẹp nè, xỉu chưa? Đằng trước em lên lưng bạn, đằng sau em lên lưng chun chị em mình. 40-60kg mấy chị ơi, mang thoải mái giùm em luôn. Ủa anh, cái set hồi nãy có người lấy mà. Thư Nguyễn một set nè, set sơ mi nè. Ừ. Cho chị Trần Nhung đây, cho chị Trần Nhung nè anh. Đó. Ok chị Dung Võ luôn nè. Ok chị Lệ Thủy luôn. Set 105, bộ mặt cười em còn chị ơi, em còn màu xanh nè chị. Em còn màu xanh này nè. Em còn một bộ mà chị lấy em để chị 99 nghìn luôn hết luôn nè. Đúng một bộ duy nhất lấy thì em để 99 ngàn luôn. Rồi nhanh gọn lẹ thôi chứ nha. Rồi xuất sắc cho em liền luôn mấy chị ơi. 99 ngàn chị em ơi.
đẹp quá là đẹp luôn mấy chị, nhìn giùm em đi nè. Trời ơi, cái set mấy chị coi, nhìn giùm nổi giùm em đi. Cái này cần gì em phải mang lên mấy chị. Nhìn em ướm vào người thôi mấy chị, là biết nó đẹp cỡ nào rồi. Chị chưa cho em ba cái rồi đó Kiều Hạnh, ba cái ba màu đó Kiều Hạnh ơi. Có lấy thêm thì chốt nha, tại vì đồ lô này về được có ba màu à. Xuất sắc chưa mấy chế. Rồi ôi coi nè, lót quần bên trong chị em mình luôn xịn sò chưa. 40-60kg mấy chị có mặc thoải mái luôn nha. Được chưa? Đó mấy gái ơi, mấy gái phải mua cái này về mang cho em nha. Xuất sắc chưa? Ôi là trời, nhìn nè mấy chế coi nè. Ôi ôi cái này mới thiệt luôn, mặc một cái là thiệt. Hai mươi mấy tuổi mà nhìn vô làm bẩn này vô như 15-16 tuổi liền luôn á trời. Nó trẻ hóa, trẻ ngược cái mấy chị. Ôi ôi, nhức nách bạc bạc, nhức nách bạc bạc liền mấy chị. Chốt cho em liền nha, 99 ngàn. Xét sơ mi vải con ngắn. Trời ơi, lộ chả chị em. Bên trong nó có lót quần cho em mà chị sợ lộ, chị lót quần cho cưng luôn rồi đó. Cân mặt mà cân lộ nữa là thôi chị không biết sao luôn á. Nha. Tôi tính nói con này ra mà tao vui duyên quá tao không dám nói. Treo đó lên nè mẹ mẹ anh. Cái móc đó anh kẹp hai cái đầm lên nè em coi. Đồ hôm nay đẹp lắm mấy chị em mới thiệt. Đừng ai đâu hết trơn hết trọi, một giây một phút nào hết luôn mọi người. Trời ơi hôm nay đồ đẹp quá mấy chị ơi thiệt. Không dám đi đâu một giây một phút nào luôn á. Vì sợ mấy chị ơi. Kéo lên em coi. Quần trong được chưa mấy chế, 99 ngàn. Con này bán chi ân nha mấy bà nha. Trời ơi trời, nghĩ sao một cái set này mà 99 ngàn. Trời, áo 50 chân mấy 50 nghìn mấy chị tin được không? Mấy cái này đi đâu ra ngoài đi ra mua 99 nghìn đây nè mấy chế nè. Điểm nhấn nè mọi người, nói chung là hàng thiết kế người ta lên sao là hàng lên đi chen vậy đó mọi người. Đừng có lo nha mấy bà chế nha, siêu đẹp luôn. Ok chưa? Sao anh em thấy thông báo like chị không biết luôn á trời. Rồi ok luôn. Chị cho em mai mốt gửi đầm 105 em gửi thì Hồng Vân cho em nha. Thì lên này gửi trong đó với lại Nguyễn Thị Hồng Vân nè. Ok la luôn. Rồi set đang mang với chị 105 nghìn hả? Đầm gì? Đầm 105 mà đầm gì vậy trời? Đầm 105 mà đầm gì vậy? Rồi ok, em còn cái đen 49 ngàn bộ. Sao rồi chị? Là sao? Là còn ở nhà em á chế. Trời ơi đẹp chưa mấy chị? Body quá xuất sắc luôn. Anh kẹp, anh kẹp cái móc cái đầm màu hồng lên giùm em cái. Ok la chưa chị Trang? Chị cao mấy 65 em ơi. Đẹp lắm trời ơi, cái chân váy này chị làm cao lắm nha. Có cái lô trước á, cái chân váy nó hơi dạo đây nè, nhiều bà mặc lên là kêu bị lùn. Chị ti ti nè em biết rồi. Khu chị bị dịch, nó dòng ngược lại hàng cho em, nó mới trả cho em nè. Nó mới trả hàng cho em luôn. Sơ mi và lại váy nè. Mới nằm, em mới kiểm tra kìa, Ngọc Trâm kìa. Có pyjama không chị? Có em, rồi. Thế em đang mang 199 nghìn mấy chị. Em nói em con này em bán sale cho mấy chị đẹp của mình mà hàng thiết kế mà bán 99 ngàn. Trời ơi trời, bán 99 ngàn thiệt luôn á, hết phiền là biết đường nói gì luôn nha. Nay có khoác luôn tình yêu ơi, nay có khoác có đầy đủ hết. Em like bữa thứ hai em chưa chuyện rồi. Ok nè, sang ha. Trời ơi quá đẹp luôn mấy chị, còn có 2-3 set gì hết hàng mấy chị ơi. Trời ơi trời, tôi nói mặc cái này lên là quá đỉnh luôn nhớ bà nha. Không mua cái này là tiếc gì lắm, tiếc luôn á. Còn có 2-3 set là hết hàng rồi. Đẹp quá à, em còn phải lấy một set luôn á. À, 85 chứ, đầm body này 85 giùm em nè. Body 85 em còn được 2 em nha. Tại với bữa nay là đang gần vô gọi là lễ Tết rồi mọi người. Đang là nhập hàng thiết kế về cho mọi người á. Ok, pyjama chưa lên được rồi, pyjama là chưa lên được rồi. Cho chị lên tiếp một hai mẫu thiết kế nữa nha, áo kiểu rồi nha cưng. Ngọc Trân lên thông tin giùm em luôn. Cho em lên một con sơ mi mấy chị ơi. Trời ơi trời, sơ mi mấy chị ơi, mới về một cái đợp luôn. Hả? Ủa sao nhiều quá vậy? Có lộn ta? À, hai mẫu hả? Cái gì vậy trời? Cái này là cái gì vậy? À cái này cái đầm. Này cái đầm. Hôm nay đầm kiểu này kia đầy đủ nha mấy bà nha. Nói chung là mấy đàn đẹp lắm mấy chị ơi.
ok. Ok, la lên cho em một cái mẫu này đi chị. Lên sơ mi giùm em luôn. Hải Yến một set đang mặc với lại một body màu xanh. Body không có màu xanh em ơi. Body không có màu xanh đâu em. Body không có màu xanh cưng ơi. Rồi ôi mấy chị ơi, em nói mấy chị. Cái con sơ mi này nè mọi người nè. Em phải nói với mấy bà luôn là đang làm mưa làm gió nha mọi người nha. Sơ mi tay dài. Em sơ mi này em thấy trên TikTok á mấy bà bận á, là một cái set ngố bên trong. Một cái set ngố bên trong nha mọi người nha. Xong rồi mấy bà chế mua cái áo khoác sơ mi này nè để mang bên ngoài, đúng chưa? Nhưng mà ở đây em bán cho mấy chị cái sơ mi này không thôi nè, đang rất là hot luôn. Sơ mi màu nổi nha mọi người nha. Em phải nói cái này là lên là đỉnh của chớp luôn. Cái bên cái hồng á chị, là cái sáng đúng không? Đấy, lên cái sáng đúng không? Là nguyên set chị đang mặc luôn nè. Hải Yến nè, cho chị xin thông tin luôn nha. Rồi ok, Ngọc Trâm thấy thông tin luôn. Hãy lấy thông tin giùm chị luôn. Chị có bỏ giảm cân vô quần áo cho em chưa chị? Có rồi. Có rồi em. Trời ơi mấy chơi màu nè mấy chế. Sơ mi tay dài dán trơn giùm em nha mọi người nha. Em nói cái này nè, em cho xin số điện thoại trên like đi cưng. Form của nó mấy chị khỏi còn phải lo luôn. Em này cho em mặc cái kiểu lả lơi được cho mọi người nha. Mặc chung với lại quần ngố mấy chị ơi. Mặc chung cho em quần ngố nè mọi người nè. Quần jean nè, cái gì cũng đẹp hết trơn hết trời á mấy bà. Các bà đảm xíu cho em lên cái form quần ngố cho xem nè. Sơ mi vải siêu dày dặn, quên báo giá mấy chị yêu. Nhìn giùm em luôn. Em này là siêu xuất sắc luôn. Anh có cái áo 2 dây này bên đó không anh? Anh áo 2 dây này bên đó không? Ừ, áo dây này không ổng á. Hồi bữa có cái áo 2 dây màu đen của em nó mất tiêu rồi ta. Rồi ok, thấy áo 2 dây rồi. Đợi em chút xíu nè. Con này siêu hot luôn, đợi em xíu luôn. Báo giá xỉu liền luôn. Áo sơ mi giùm em mọi người ơi, xuất sắc luôn mấy chế. Một màu nè mấy bà. Màu xanh bơ, màu hồng, màu xanh, màu gì ta, màu nâu tây, màu trắng, thần thánh luôn mấy chị ơi. Màu cam. Sơ mi em màu nổi này cho em bao nhiêu tiền mấy chị ơi? 79.000, 79.000 nha mọi người. Em bao luôn cho mấy chị mặc luôn, đợi xíu luôn. Chị ơi chị, cái này chị phải cọc cho em rồi. Cái đơn hàng của chị đi khó lắm chị. Đi khó lắm, phải cọc cho em rồi chứ ơi. Phải cọc cho em rồi mới đi đơn được rồi chị. Để em tí xíu em lên cái này cho bà chế coi nè. Khu của mấy chị này bị dịch nặng quá, không đi đơn được. Bên giao hàng không có chỗ nào nhận được hết á. Trời ơi, tính ra là em đang tính mua cái áo sơ mi này luôn á trời. Tính ra là em đang tính mua cái sơ mi này luôn á mọi người. Tại vì cái sơ mi này á, nó đang rất là hot ở bên TikTok luôn á. Nó dành cho những bà mà cá tính mặc cũng được nè ha. Thích xương xương nhẹ nhàng mặc cũng được luôn. Rất là đẹp, mấy chị có thể mặc choàng, mấy chị có thể phối. Nói chung là tùy do mình được hết nha. Em này đang rất là hot kiểu như vậy luôn nè mấy bà. Nha, ok chưa? Anh gài nút bánh vẹt đây. Xuất sắc. Màu xanh lá nữa chứ. Cái màu xanh bơ này đang rất là hot trend luôn. Hôm nay em lên với bà chế phải gọi là hàng mà siêu cấp luôn. Siêu cấp luôn, hôm nay mà ai không có like của tôi là cũng chết luôn á. Rồi nha, cặp cho em cạc đó chị. Cạc mobile giùm em 50.000 nha. Gài giùm em cái. Trời ơi, đẹp lắm mấy bà ơi. Gài cũng được nha mọi người, không thích nha mấy chị. Đây là dành cho những chị mà thích gọi là mặc đồ cá tánh nha. Mang như vậy cho em nè. Đó, bên trong là một cái áo 2 dây xong một khoác sơ mi bên ngoài. Là đang là hot trend nha mọi người. Còn nếu như chị nào không thích đúng không? Thì thôi, mình gài vào mình mặc theo kiểu dáng bình thường giùm em nha. Có 79.000 cái áo sơ mi thôi hà, nó rẻ lắm mấy chị ơi. Ha, rất là rẻ luôn mọi người có thể mặc đủ kiểu đủ form giùm em luôn, tùy do mình nó thích mang sao thì mang nha mấy chị em ơi. Ok chưa? Rồi chốt cho em liền sơ mi kèm màu kèm sơn thỏ giúp em.
Rồi ok, xuất sắc chưa? Sơ mi chất đẹp xỉu luôn, ok nha. Rồi em chốt với bà luôn. Quần dài với quần 49 còn không chị? Còn quần dài em. Còn quần dài không à, quần 49 hết rồi. Quần 49 còn có 2-3 cái gì à. Rồi ok em chốt nha mọi người ơi. Rồi một cái sơ mi hồng chốt cho Nguyễn Nở có luôn. Lên màu giùm em á chị. Thích màu nào chốt màu đỏ càng xứng hỏi giùm em nha. Nguyễn Nở nè. Quá đẹp luôn. Hồng với xanh biển hả chị Yến luôn. 79.000 cáo sơ mi giùm em á chị ơi. 79.000 quá xuất sắc, một cuộc tình luôn. Hỏi nó nhiều luôn. Một trắng quen lên cho Nguyễn Nở luôn. Một hồng một xanh cho Nguyễn Ngọc An Nhiên. Xanh nè. Hồng cho Nguyễn Ngọc An Nhiên nè. Ok luôn. Thương Nguyễn hai đi áo nè. Ok luôn. Sơ mi màu trắng cho Ngọc Dầu nè. Chốt cho em liền mấy chị nha. Quá đẹp mấy chị ơi. Rồi ok luôn. Nguyễn Ngọc An Nhiên. Eo Ly Diệp một xanh bơ một hồng. Một xanh bơ một hồng. Xanh bơ cho My Lê. Xanh bơ cho My Lê luôn. Quần dài 5 cái cho Hạnh Lê có luôn. Quần legging dài giùm em 69.000. Năm cái quần cho Hạnh Lê. Ok luôn, em đi dịp có luôn. Có chốt cho em rồi đó. Nguyễn Kha một cái sơ mi xanh bơ. Nguyễn Kha một cái sơ mi xanh bơ chốt luôn. Đẹp lắm mấy chị ơi, em nói thiệt luôn. Mấy chị nào mà thích mặt tay á, em khuyên mấy chị lấy màu này nè. Hoặc là màu cam nha, là mặt nó theo kiểu dáng tay hơn một tí xíu nha. Rồi một phép có dao hả chị? Trên đơn 75.000 là em đi đơn hết. Tiền ship mấy chị chịu mà. Giá chất của nó là hàng KT nha chị nha. Chất chung là vải đẹp lắm chị, yên tâm luôn. Anh ơi, cái này một ri nè, cho con thêm ri nữa nè, cho con bé sĩ gì đó. Rồi ok luôn. Sơ mi chị bận bao nhiêu? Đào Thị Thu Huyền này gọi điện thuê bao. Ok. Lâm Đào, Lâm Bích Đào. Lâu sơ mi chị đang mặc 79.000. Lâm Bích Đào cái sơ mi xanh bơ. Rồi em sẽ lên cái bài chế cái màu xanh, màu nâu tây nè mấy chị. Cái sơ mi này có 89.000, có lượng có 79.000 nha mấy chị. Mà em nói mấy chị ơi, mấy chị nhận hàng vậy mấy chị mê mệt luôn mấy chị. Vải đẹp lắm mọi người. Em lên màu bơ, màu gì, màu nâu tây cho mọi người coi nè. Quên, đang mặc đồ bên trong rồi mà sợ. Sơ mi chị đang bận. Hai ri đó nha chị, chốt rồi. Ngọc Thương, chị Thương Nguyện chị cho em hai ri rồi, yên tâm nha. Trời ơi, cái này mấy chị ơi, hot gì lắm, hot luôn mấy chị, yên tâm giùm em. Vải mát quá, thiệt luôn á. Hàng này hàng KT thô mấy chị. Em thấy mấy bà hot girl mặc gì đẹp quá trời luôn mấy chị ơi, mê quá. Thêm một trắng cho Nguyễn Nở có luôn. Hai cái trắng lận. Nâu tay mấy chị. Ở đâu em cũng đông được. Trời ơi, cái sơ mi nè mấy chị á. Mặt đẹp quá trời luôn. Trời ơi, tôi sẽ mua bên kia 150.000 đó bà. Thiệt mà, em mới thiệt, cái sơ mi nó hot lắm luôn á mọi người. Em mới thiệt luôn là hôm bữa là em đang tính mua rồi đó mọi người. Em đang tính mua luôn, người ta bán 100 mấy không đó mấy bà. Thiệt luôn á, hàng nè mấy chị nào, siêu đỉnh luôn. Cái này em đâu có nói gì em mấy chị làm gì đâu. Tại vì cái này đang rất là hot luôn mọi người. Sơ mi dán trơn này nè. Khách nào mà thiệt, em này em thánh TikTok luôn, thánh lúc TikTok luôn mọi người. Thấy mấy chị hot girl mặc cái này đẹp quá trời luôn, cũng phải tranh thủ mua cho bằng được. Quá đỉnh. Một quần legging 7 tấc đâu ra bà nội. Đâu ra, không có còn một ly nào mà 9 tấc ở nhà chị hết á. Em thấy bà hot girl mặc như vậy em thích quá. Mấy chị mua một cái quần ngủ xong mấy chị mua một cái áo 2 dây cái mấy chị mang như vậy nè. Nó là set phối như vậy nè mấy chị, rất là đẹp luôn. Xem mê mặc như vậy quá à mấy chị ơi. Nãy cũng có lấy một cái bận đó mọi người. Thấy không? Cái form lên rất là đẹp luôn. Trời ơi, nè Nguyễn Kha kìa, định mua 140 kìa mấy bà nội. Cái này em nói thiệt mà, người ta bán cao lắm mấy chị ơi, không có phải ai bà bán giá dễ thương với em đâu mọi người. Nè, màu xanh biển nha. Màu xanh biển, màu trắng và lại màu cam. Cái màu này là bà nào quá mà thích mặc gu tay với mọi người. Cái này là em khuyên mấy chị nên lấy màu cam hoặc lấy màu này, màu đang mặc là đẹp lắm. Hết rồi Thương Nguyện, hết ngố luôn rồi em ơi. Ngố hết sạch xanh xanh rồi, bây giờ còn dài không à. Còn dài không à mấy bà ơi. Sơ mi tay dài giùm em mấy chị nha. Sơ mi tay dài giùm em luôn, rất là đẹp. Trời ơi, áo gì? Áo dây có không em, hết hàng áo dây luôn á trời.
áo dây bữa hôm bán có 39.000 một cái, quá trời luôn, nhớ chưa? Bữa em bán có 39.000 cho bà luôn đó. Ok chị Ngọc Dầu, thêm màu cam. Màu cam này là cam đất nha mấy chị, chứ không phải là cam cháy đâu, cam nổi đâu, yên tâm. Ê, cái này có cái màu gì lạ quá mấy bà ơi. Thấy em ơi. Cái này nó có giống như cái màu nâu đậm hơn màu của em hay sao quá mấy bà ơi. Nè, cái màu này nâu nâu nó đậm hơn, nâu nó sáng hơn nâu của em hay sao nè mọi người. Nó có hai màu đó. Rồi đầm sọc cam 85.000 chị Xuân Tiên Thang. Đầm sọc có 85.000 chị. Sọc hồng với lại sọc xám, hồng với xám chị Thông Tiên Thang ơi. Rồi về lá còn có ba màu mấy chị ơi. Em nó mặc có chị chút nâu tay cũng này bị gì chút nâu nha. Nâu tay nâu. Quần chị đang mặc có 49.000 mà chị hết hàng rồi. Thì còn đây có được có 2 ba cái à, ai chốt thì chốt thôi. Đẹp quá luôn. Rồi ok. Em ước gì. Không đứng đợi chờ. Đẹp quá ha. Trời ơi 79.000 có lượng bao nhiêu ta? 7 mấy ta? 79 đúng rồi, 79.000. Màu trắng quá sang mấy chị ơi, màu trắng được còn có con cái một à mọi người. Nâu tay nè, xanh nè, rồi còn màu đang mang là hết. Em này đang rất là hot trend luôn nha mấy chị. Nè, cột lại em luôn, bỏ bịch cột lại em cho đẹp. Ngọc Dầu ok, tới số điện thoại của chị đẹp luôn. Legging đùi đang mặc là 49.000, em còn đâu được 4-5 cái hả? Ai lấy thì lấy mấy chị. Rồi Khánh Linh Nguyễn hai cái quần nè. Em chốt 2-3 cái không dám chốt nhiều mọi người ơi. Tại không có hàng á mấy chị. Không có hàng chị em. Con này mà đổi cái nón mà cúp cúp xuống là đúng ngầu luôn á. Hot lắm luôn. Ha. Đẹp quá. Linh Phạm hết áo cam mà chị. Bây giờ em còn áo nâu. Hả? Đẹp quá ha. Còn đầm rút không chị? Đầm rút đầm gì ta? Còn. Đầm rút hồi trưa em like còn nè. Còn 3 cái nữa chị. Này em lên cái siêu phẩm cho mấy chị coi, chính tất hết hàng rồi hả Kiều Hạnh ơi, chính tất hết hàng của em ơi. Dấu dây rút hai bên. Ok. Nó hơi bị gọi là lộng cà lộng cỡm xíu nhưng mà vẫn ra phơm nha chị em. Vẫn ra phơm nha, vẫn rất chi ra và lầy nọ nha. Lấy trên đùi hết rồi mọi người ơi. 95.000. Em này em còn có mấy em mà mấy chị 95.000 một set, một đầm chứ lộn. Cho mấy chị mặc đi tiệc đi ô đồ cho em. Cái màu này của em mà chê là thôi luôn á nha. Hai màu, màu đen. Màu đen với lại một cái đen mang, hai màu rồi mấy chị. Body rút dây hai bên giúp em nha mọi người. Body rút dây hai bên giùm em nè. 40-60 cân nha mọi người nha. Đẹp lắm mấy chị ơi. Yên tâm giùm em luôn nha mấy chị. Bên trong này em đang mặc đồ đó mọi người, nó hơi lộm cộm xíu mấy chị. Dây là nó như vậy nè. À, tại vì cái này nó giống theo kiểu mà form áo á mọi người. Form áo á. Mà nó lên đây là form đầm chị em mình luôn. Cái áo mà cái form kiểu này đang rất là hot luôn. Lấy kinh đồ em hết rồi. Rồi đầm này bên em còn hai màu à, 95.000 một đầm nha. Hàng kiểu cũ lâu một đầm body đen. Cái này á mặc á mà gọi là đi đám cưới hiệu cũ á, chặt đẹp nhỏ cô dâu. Chết mày với chị. Hết đen rồi chị Trần Phượng ơi, còn nu nha. Hàng này của em hàng độc quyền. Hôm qua em mới thấy bà Kim Linh bà like xong, hôm nay tôi có hàng tôi bán rồi đó mấy má. Hôm qua em mới thấy bà Kim Linh bán xong luôn là hôm nay tôi có hàng tôi bán rồi đó, mấy bà thấy tôi nhanh chưa? Bà Kim Linh hot girl đó, mới bán hôm qua xong luôn đó. Hôm nay bác chen về cho mấy chị luôn á, bán có 95.000 chứ hôm qua bà bán tới 180 sao? 100 mấy em quên mất tiêu, ủa 200 mấy một cái sao á? Nên em về rồi mấy chị, em bán có mấy chục ngàn à. Đó, ráng đợi em nè mọi người, hàng hot girl ráng đợi em 2-3 ngày đi. Lúc nào cũng sẽ về cho mấy chị là siêu rẻ hết trơn á. Ok ha. Rồi tiếp tục giùm em. Body lên cho mấy chị một cái con đỉnh của chớp luôn. Chia sẻ giùm em nha mấy chị. Hàng em nói là mấy chế ơi, hàng em về là mấy chị mê như điếu đổ luôn mọi người. Pyjama đợi em xíu đi. Pyjama đợi em tí đi. Tiếp tục chương trình. Thiêu tiếp tục luôn. Trời ơi trời, coi nè mấy bà ơi. Hai dây baby doll nha mấy chị. Hai dây baby doll. Rồi
lên cho em con này siêu cấp mấy chị, thêu cho mấy bà trẻ luôn được chưa. Hàng thêu hai dây hồi nãy là em của Yếm em bán 89 ngàn được chưa, hai dây này em lên cho bà trẻ giá 89 nghìn luôn, chịu không mấy chị, được không, bán rẻ gì được không ha, bán rẻ gì được không mấy chị, có muốn bán em mắc em bán mắc lên chút xíu không mấy chị, chứ rẻ quá ai chịu nổi trời. Quần có túi luôn, bộ hai dây Babydoll hơi bị xinh luôn. Chị nào mà mua mấy cái form này nhà em là biết rồi nè mấy chị. Thứ nhất, form áo toàn bộ là thêu hết luôn. Quần có túi, lưng chun, đằng trước là lưng bạn, đằng sau lưng chun 89 ngàn. Rồi lên màu giùm em đi. Lên màu đưa em lên form cho coi nha mọi người nha. Hồng nè. Nâu tây nè. Đẹp quá luôn, má ơi cái màu kìa. Đắm đuối cuộc tình giùm em luôn. Xanh coban, xanh đen đó mấy chị á, xanh rêu. Rồi ok luôn nha. Rồi nó có như đó màu mấy chị ơi. Với lại cái màu này là màu đất mấy chị. Màu đất là nó khác nâu nè mấy chị. Màu đất là khác màu nâu nè. Đây nha, màu đất nha mấy chị á nha. Trời ơi, nó cái màu nó sang ghê chưa. Rất là xuất sắc luôn. Rồi chốt lẻ giùm em luôn ha. Xanh đen nè. Xanh lá nè. Rồi nhanh tay có hàng, chậm tay hết hàng nè mấy chị. 89 ngàn mấy chị ơi. Con này lên lên bán chi ơn chị em mình vui vẻ thôi nha. Lời lãi gì tầm này mấy chị. Nguyên một set quá hot luôn, bán có 89 nghìn thôi đó. Mê chưa? 60 cân, cao chỉ mét 6 giùm em là được nha. 40-58kg là mặc ok, 60 cân thì cao chỉ mét 6 giùm em nha mấy chị. Rồi lên form mấy chị ơi. Trời ơi mấy bà này hả? Thích mặc đồ kiểu cách mà màu nổi không dám chơi. Đã thích hàng kiểu cách rồi, phải lên màu nổi giùm em đi mấy chị, cho nó đẹp nha. Trời ơi trời, quá trời quá đất rồi mấy chị ơi. Mét 50 mà không được rồi chị. Mấy ông ơi là uống na uống nần rồi. Mua thuốc giảm cân thì được cho chị nha. Chứ mét 50 là uống na uống nần rồi chứ đẹp ơi. Hôm nay không có thông báo like. Ừ hôm nay mấy người vô hỏi em là không có thông báo like luôn rồi đó. Bạn chị like lên không có bà nào vô câu hết trơn. Trời lát khúc sau mới thấy. Chốt lẻ giùm em nha mọi người nha. Nguyên một set áo thêu. Áo là thêu nha mọi người nha. Quần nè mấy chị. Em nói cái nó đẹp dữ lắm, đẹp luôn mấy bà ơi. Cứ yên tâm giùm em nha mọi người. Lên màu nè mấy chị. Màu nâu nè. Đây, nó rất là trùng với lại cái màu hoa luôn nè mấy chị thấy không? Xinh chưa? Không phải là màu nào lên. Đây nè mấy chị nè, khi mà người ta làm hàng lên là người ta không phải coi là hai cái màu này nó đi chung với nhau nó có ok không nha bà. Chứ không có phải là lên màu khùng màu điên đâu mấy chị. Nha. Rồi xanh rêu cho cụ lùn cỏ luôn. Rất là đẹp luôn, nhỏ hình lấy màu hồng chốt luôn, màu xanh rêu nè mấy chị. Xinh chưa? Đó, giờ lại màu xanh đen luôn. Xanh đen có mấy cái nha mấy chị ơi, xanh đen có mấy cái nha mọi người ơi. Trời ơi, có 89 ngàn một set đó mọi người. Đẹp xuất sắc giùm em luôn mọi người ơi. Đằng trước em làm lưng bạn, đằng sau lưng em làm lưng chun cho chị em mình nè. Em nói cái set này cho mấy chị mặc là mấy chị mê luôn. Xỉu ốc xỉu đau liền luôn, nói gì nữa rồi. Quần có 5 màu giùm em mấy chị. Xanh coban, xanh đen nè, rêu nè, nâu nè. Và màu này là màu đất nha. Màu biết màu gì nữa mọi người, màu kem kem nu nu, dễ thương lắm luôn. 69 ngàn chốt giùm em liền. Trời ơi mấy cái em này tao nói thiệt, nó y chang với cái set đợt họ mình về một lần rồi đó. Nhưng mà đợt này là nó về theo kiểu khác một tí thôi. Rồi hàng thiêu nha mọi người nha. Trời ơi cái này mấy chị ơi, ở đây là mấy bà nào mà trong mùa miền Nam nè, lấy em này về không thôi mua mặc ở nhà cũng dễ thương nữa. Mặc đi chơi rồi này kia cũng được đó mấy chị. Xinh lắm, mang đi giúp Lào vô thôi mấy chị ơi. Sao em gu em thích mang giúp Lào của ta, sang không nổi mà. Cụ lùn xanh rêu quăng chưa? Cụ lùn xanh rêu, nhỏ hình màu hồng, 89 ngàn một bộ thôi. Áo giấy có nha chị nha, áo giấy có giùm em luôn. Trời ơi mấy chị coi em nè mấy chị. U là trời, 89 ngàn, áo là thêu hết luôn á nha. Đây mọi người, hoa nè. Đó, form siêu cute luôn mọi người ơi nè, xinh chưa? Trời ơi, nhức cái nách chưa? Cái quần em lên cho mấy chị nè. Em phải nói là từ là đỉnh của chớp luôn á, hơi bị đẹp luôn. Rồi màu xanh rêu nha. Màu xanh rêu và màu ok, Trinh Nguyễn, một cái màu đất với lại một bộ màu hồng phía sau. Bộ màu hồng hay là cái đầm màu hồng vậy? Bộ Trinh Nguyễn comment gì vậy Trinh Nguyễn ơi, lấy cái gì vậy bà? Comment lại giùm em nha.
Rồi, một sẽ thêm một đất cho bà trước rồi nè. Một sẽ thêm một đất cho bà trước rồi nè, biết cái gì vậy? Rồi, áo giấy có, để em xíu nha, em lên cho. Set màu hồng gì đằng sau vậy ta? Rồi, ok luôn. Còn màu đen nha chị Maria Trâm ơi. Mẫu đó em còn màu đen chị, mẫu đó em còn màu đen chứ nè. Mẫu đó nhà em còn màu đen, để em xíu lấy cho coi nè. Bộ này là siêu siêu đỉnh luôn. Mới thấy cái tắc màu đen đó mà ta. Đây 109.000 màu đen giùm em nha. Rồi set 109. Em còn màu đen à chị. Đẹp lắm luôn tình yêu ơi. Form siêu xuất sắc giùm em luôn tình yêu nè. Chân vẫy luôn mấy chị nha. Có lót quần bên trong luôn. Màu trắng em hết rồi. Màu đen em thấy mặc sạch sẽ nè mấy chị, mà nó cũng sang nữa. Áo đen lên mấy chị mặc hoài mặc quỷ được cho em luôn. Dán áo này ra ngoài mua 120-130 trả cho em nha mọi người nha. Cái chất vải này luôn cho mọi người luôn, được chưa? Đây. Rồi xếp theo quần hồng dồn đơn cho chị Vivian Nguyễn. 89.000 mấy chị, 89.000 một bộ thôi, rất là đẹp luôn nha. Rồi đầm body hồng treo phía sau cho Trinh Nguyễn, ok. 85.000 body hồng nè. Em đang mặc có 89.000 bộ mấy chị ơi, rẻ lắm mấy chị, đẹp nữa. Thiệt sự luôn á mọi người. Form đơn giản nhẹ nhàng cho bà thôi, nói gì nữa, trời ơi. Rồi, cái này là hàng thiết kế nè chị em nè. Chân váy này là chất giả zin nha, chất giả zin giùm em luôn, rất là xịn sò luôn mấy chị ơi. Túi này túi thật nè, túi thật giùm em ha. Rồi nút nè mọi người, bên trong có lót quần luôn, 105-109 cho em, hàng thiết kế. Cái con này mấy chị đi đâu ra mấy chị mua mà 109.000 không có đó mọi người. Không bao giờ có nha. Không còn màu đen mà, còn màu đen mà. Có hai ba set màu đen à. Nè cái viền đi nè, xanh đen nè, cái áo lên đen nè, đẹp quá trời luôn. Còn set rút nu nãy chị mặc không chị? Còn đầm rút, còn nha Ngọc Trinh. Còn giùm chị luôn, lấy giúp chị luôn, kèm sơn thỏi giúp chị ha. Đây em còn màu đen đẹp lắm. Mấy bà tin em cái set này đi. Em về cái này màu đen nhiều mọi người. Sang lắm luôn á nè. Đó. Áo đen lên là mấy chị khỏi lo kén da, kén tướng gì đó. Ốm nhơm, ốm nhắc gì hay là mập búp búp gì cũng mặc được hết trơn trời mấy chị. Mà cái vải của nó là mấy chị nè, hàng bu rip nha. Cái này là thiêu hết toàn bộ luôn, yên tâm giùm em luôn ha, xinh lắm mấy chị. 109.000 một set. 109 cho bé mèo. 109 cho bé mèo luôn. Rồi ok luôn. Lấy đen chịu hàng dĩ nhiên. Chị Vivian bộ đang mặc đó rồi. Đầm rút nu cho Ngọc Trinh. Đầm rút nu này cho còn cá cho Ngọc Trinh luôn, ok la luôn. Chốt cho em liền mấy chị. Áo có mấy màu, có còn có màu rồi cái ơi. Bộ này còn có một màu và còn có hai bộ màu đen cuối cùng hết hàng. Đen sang lắm luôn mấy chị, nhìn là mấy chị biết rồi. Thiệt luôn á, xanh coban 89 cho chị My Lê. Xanh coban nè. 89 cho chị My Lê có luôn. Đẹp cực kỳ đẹp luôn mọi người. Cái chất này cho em hàng mua zip loại 1 nha mọi người yên tâm giùm em luôn. Má ơi coi nè. Trời ơi thấy không mấy chị, đâu có cần mặc lên đâu. Mặc cái này em cũng có mặc luôn rồi đó. Khách em mới biết là cái form này như thế nào luôn mọi người. Đẹp cực kỳ luôn, sang ghê luôn. Em nhặt cái này về là lô thứ 3 rồi nè. Đợt trước về nha mọi người 119.000 lận nha. Không có hàng thêu này đâu. Lô này nhập về cho mấy chị bán có 109 thôi. Mà là hai bên là thêu hết. Vải rất là đẹp. Vải rất rất là đẹp luôn. Hàng nữa đây và rất là ưng cho mấy chế luôn á. Nè. Đó, đợt họp em về mà không có thêu nào. Mấy chị hỏi em quá trời luôn. Mà đợt này về thêu chờ em luôn xì luôn. Quá xuất sắc chưa. Rồi cái này còn 3, 2 set màu đen cuối cùng là em hết nha. Hai cái màu đen cuối cùng là hết luôn. Bộ em đang mang lên lại lần nữa cho mấy chị đem qua mẫu nè. Có 89.000 bộ mấy chế. Dễ thương ha. Cái này là form nhẹ nhàng với bà đi cà phê chiều thôi. Xinh lắm luôn nè. Cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh vào cho em thôi mọi người ơi. Đó. Đa đa bên em sáng mai gọi điện chúc đơn á chơi. Ok Ivy Nguyễn Thị luôn. Một set 89. Còn một bộ nữa ai hốt giùm em luôn ơi trời. 109.000. Ok la chưa. Em lên cái màu nâu đó đi, trời cái bộ này em tức quá. Đẹp mọi người ơi, sang lắm luôn. Hồng nè, xanh nè. Đó, xanh rêu nè mấy chị. Em lên cái màu nâu nữa nè mọi người nè. Trời ơi, áo màu kem mà cái quần màu nâu là hết bài nha mấy chị. Áo màu kem mà lên cái quần màu nâu là hết bài luôn. Rồi Maria Trâm nè, một set luôn, cuối cùng hết hàng. Rồi lên ship cho em cái này. Xong con này, trời ơi trời, hôm nay đồ về nó đỉnh quá mấy chị ơi, em mới thiệt sự luôn á trời. Đầm đẹp luôn kìa. Hôm nay phải đầm thiết kế thiết cơ đồ cho bà luôn kìa. Nè lên cái màu nâu cho chị em mình nè. Đó cho khỏi chói lóa nè. Xinh lắm luôn mấy chị, nhìn cái form quần em may cho mấy chị nè. Không hề bị đùng đẩy nha.
không có đùng đẩy luôn. Đằng trước em lên lưng bạn nè, đằng sau em làm lưng chun chị em mình nè, thấy không? Có 89 ngàn một set nè mấy chị ơi, đẹp cực kỳ luôn. Má ơi, trời ơi trời. Để đứng lên cái ghế cho chị có cái form bộ đồ nha. Để bác Công đứng dưới mấy chị kêu em che này kêu. Nhẹ nhàng thôi nha mấy chị, không cần gì phải cầu kỳ hết trơn á. Mà quan trọng những cái chi tiết này là em lên thêu hết cho mấy chị luôn. Quan trọng là tất cả các chi tiết đều là thêu hết nha mọi người cứ yên tâm giùm em luôn ha. Rồi ok, em có 3 màu thôi, còn 3-4 màu đó mấy chị. Lấy màu nào mình chốt màu giùm em luôn nha. Chị Trang ơi, sơ mi đuổi hồi chưa like cho chị chuẩn bị nè. Bây giờ lên áo, lên quần jean với áo thun trước nha. Cộng lại cho em nè. Chị Maria Trâm này lên thông tin giùm em luôn chị ơi. Mua hàng lên thông tin giúp em nha chị. Rồi ok, lên quần jean mấy chị. Cho số điện thoại cho em đi chị ơi, còn điều trị trên bóc cũng được nha chị. Nhưng mà số điện thoại là làm ơn kêu xin trên đây chị ơi, để bên em gọi điện nha. Rồi anh đem quần jean, anh đem về cho chị em mình một cái dáng trơn nha. Ok. Đây. Em về cái con phải gọi là họ thần thánh mấy chị ơi. Dán trơn nhẹ nhàng. Dán trơn nhẹ nhàng cho mấy chị em của mình. Tại vì đợt hổm em về rất có nè. Hôm nay em về cho mấy bà chế cái form này. Em nói với mấy chị luôn là khỏi nói nhiều, là nó quá là đơn giản, nó quá là dễ mang luôn. Bên em có 3 màu với mấy chị, 3 màu giùm em luôn. Màu đậm cho chị nào nè, bắp đùi bự nè ha, đó dễ phối nè. Màu da cho những chị bụi bụi nè. Màu muối tiêu này thì là cái màu là đẳng cấp luôn, mặc cái gì cũng đẹp hết, rất là dễ phối luôn, được chưa? Về cho mấy chị em được 3 màu. Giá quần trơn này cho em 139.000 một cái quần nha. Hàng cái mạc này là mấy chị biết rồi. Cái chất quần của nhà em là nó có độ co giãn là quá sướng quá chị nha. Đây, được chưa? Lưng là lưng siêu cao chị em mình luôn ha. Bây giờ em sẽ lên phong quần cho bà gái coi. Màu đậm, màu nhạt và màu đen giùm em 139 kèm xin hỏi giúp em. 139.000 một cái quần thôi mấy chị ơi. Quần jean đang rất là hot mấy chị. Mà em về cái dáng trơn này chị em mình dễ phối đồ nè. Đó, mê chưa? Rồi lên màu kèm số điện thoại giùm em luôn nha. Màu kèm size kèm số điện thoại. Màu kèm size kèm số điện thoại giùm em. Ủa, anh bỏ hết rồi chưa? Ok. Rồi 139.000 giùm em nha. Đậm nhạt và trơn á chị ơi, đậm nhạt và trơn giùm em. Ai cơm cái kéo đi. Cho cái kéo anh. Cái mất tiêu rồi ta. Tính ra em mới cầm em cắt luôn á. Rồi ok la luôn. Chốt giùm em liền mấy chị.
dáng quần trơn co giãn thoải mái, chị nhá, có 139.000 mấy chị. Hàng kia là 145, hàng này có 139 thôi. Siêu rẻ luôn. Má ơi, lâu lâu mới có mấy cái hàng này về chứ bà nha. Đó là tranh thủ hốt liền giùm em liền luôn. Lưng siêu cao chị em mình nè. À, hàng này cho mấy chị mua về mấy chị mang nịch là đẹp nhất. À, cái này phối cho em cái nịch vô là tuyệt vời luôn. Lưng cho em siêu cao nha mấy bà nha. Lưng siêu cao mà em luôn. Em đang mặc là màu nhạt mấy chị. Em đang mặc là màu nhạt nè mấy chị nè, cho nó bụi nè mấy chị. Đang mang là màu nhạt cho bụi nha. Có màu nhạt, màu đậm. Màu nhạt, màu đậm và màu đen. Ba màu giùm em luôn. Rồi 139 kèm số nội giùm em liền nha mọi người nha. Quá là đẹp luôn mọi người ơi. Thích màu nào chốt em màu đỏ liền nha. Hơi bị xuất sắc luôn, 139.000 một quần. Quần này em về với bà chế nha. Em phải nói là cái giá này hôm nay là hơi bị rẻ luôn á. Giá này là hơi bị rẻ với bà luôn nè. Coi nè, phơm quần nè, dáng trơn đơn giản dễ mang dễ mặc giùm em luôn ha mọi người ha. Đây, đơn giản nhẹ nhàng thôi nha mấy chị nha. Xinh xỉu luôn. Áo đợi chút xíu chị lên sau em ơi. Cực kỳ cân cho bà luôn, ok la chưa? Một ly đậm, một ly đen cho Nghĩa nè. Ly đậm nè, ly đen cho Nghĩa nè, ok luôn. Ly đậm cho Ly Hương nè, ok luôn. Cho em coi lại quần jean, ok em. Màu đậm cho Thanh Thanh Hà Đinh nè. Màu đậm L hả? Màu đậm cho L cho Thanh Thanh Hà Đinh nè. Màu nhạt đẹp, em nói thiệt, em thích màu nhạt hơn. Chị thích màu đậm nhưng mà em cái gu em thích màu nhạt. Rồi ok chị Thu Thảo. Tại mặt cho nó bụi với mấy chị. Thích màu nhạt mặt cho nó bụi. Đó, còn chị nào mà cái bắp đùi mình bự thì mình cứ lấy trong riêng màu đậm đây nè. Màu đen nè ha. Rồi ok chưa? Quần rin màu nhạt. Ờ, xong thấy comment của bà của mấy đứa bên đây nữa rồi. Xong thấy comment nữa rồi. Áo đợi xíu lên sau mấy chị. Trời ơi nó lắc. Anh vô được không anh? Anh thấy comment không? Chị em mượn đi. Nè coi nè, quay vòng tròn luôn. Ok luôn. Trời ơi bên em nó quay vòng tròn mấy chị ơi. Không có thấy comment của mấy chị. Quần riêng nhạc size 26 cho chị tên gì? Trinh Nguyễn. Trinh Nguyễn nhạc 26 nè. S luôn. Đậm. Rồi Nhã Uyên là lấy đậm hay size S là vừa nha cưng nha. Đậm S là vừa cho em luôn. Bình Dương Tân Uyên. Tân Uyên với cái gì anh? Tân Uyên với Dị An là không có đi đẹp được nha. Kiều Hạnh lấy đậm với lấy đen nè. Kiều Hạnh lấy đậm với đen nè. Ok gái họ. Gái họ Hoàng lấy đen size S nè. Đen size S cho gái họ người. Gái gì gái họ Hoàng hả? Rồi đen size S có luôn. Đẹp lắm mấy chị ơi. Trời ơi cái quần có 139.000 một cái thôi nha mấy chị nha. Hàng này hàng bán shop mấy chị ơi. Hàng này người ta bán shop mấy chị, không có bây giờ một cái giá rẻ như vậy đâu. Phương Nguyễn một cái giá áo có. Rồi Phương Bảo Thương ly đậm nè. Ok luôn. Không có đâu em ơi. Áo đang mang chị chú lên, đợi chút xíu chị lên cho. Queen Jessica một cái đen S nè. Rồi ok cho em jean. Cho em jean N. Jean size gì? Cái size Nguyễn Nở ơi, cái size giùm em luôn, cái size nha. Em chuyển khoản cho chị rồi nha, ok em. Một ly đậm cho Phương Bảo Thư có rồi em, Phương Bảo Thư có quần rồi cưng. Quần giùm em cho mấy chị đẹp nha, 139.000 giùm em mọi người. Quần jean co giãn thoải mái luôn. Em này lên dáng trơn đơn giản nhẹ nhàng cho mọi người nha mọi người ơi. Đó, cho mấy chị nào mà không thích mặc rách mà mặc đi làm được nè ha, mình mặc đi chơi được luôn. Cho mấy bà nha. Cái này là quần này là đi về ra mắt nhà chồng nè mấy chị. Đó, nhẹ nhàng chưa? Rồi quần S cho bé meo màu đậm nè. S bé meo màu đậm nè. Đẹp ha. Quần có 135.000 à mấy chị, 139 chứ lộn. Có size gì SML hả? Bà Nguyễn Nở mặc size gì? Nguyễn Nở mặc size gì thì cứ lấy thôi. SML thôi gái ơi. Chốt lẻ giùm em đi. Ok la. Không, Phương Nguyễn em có 1 ly thôi nha bé nha. Bởi này chị về được ít lắm. Bữa sau lấy giùm chị đi cưng. Này bữa nay chị về được ít lắm. Sau lấy về lấy giùm chị nha. Rồi, ngay được ly trước nha. Bán đỏ giùm chị nha. Size M cho Nguyễn Nở có luôn. M đậm phải không? M đen hả? M đen cho Nguyễn Nở có nè. Rồi ok. Ok chị Trinh Nguyễn. Trời ơi không biết sao mà bỏ lộn hàng chị vô mà được vô duyên vậy luôn á. Chị Trinh Nguyễn á. Em cũng bó tay với đứa nhân viên mới của em luôn á. Đỉnh. Cái con này là con robot gì nè mấy bà.
em ngu một cái thương hiệu quá à. Nhưng mà em biết cái này đang rất là hot nha chị em nha. Rồi tập trung mấy chị. Lô này về form to giùm em 47.000 mấy chị nha. Lô này về form to 47 cho em nha mọi người. Màu trắng, màu xanh, màu vàng. Rất là xinh luôn. Trắng, xanh, vàng. Trời ơi, đợt này về cái vàng nè mấy chị. Không có phải là cái vàng tươi đâu nha mấy chị nha. Vàng đợt này về vàng nghệ rất là sang luôn. Em nói cái màu xám nè mấy chị ơi. Má ơi, nó như hàng cao cấp luôn mấy trời. Đẹp lắm mấy chị ơi. Màu đen. Màu đen nè mấy chị. Màu xanh, xanh xanh dịch nè, xanh dây chai á. 47.000 một cái cho em mọi người. Form là đỉnh của chớp luôn rồi. Hàng này là khỏi mê. Một từ mê thôi nha mấy chị nha. Mấy chị nhìn đợt này về màu nè mấy chị. Ghiền không? Ghiền không mấy chị? Hết nước trắng luôn. Nói gì nữa. Múc liền mấy chị ơi. Quá đẹp luôn. Đen trắng hai màu căn bản hơi bị đỉnh rồi. Màu dây chai mà hát màu xám với cái màu vàng. Ba cái màu này ba màu mới nè mấy chị. Màu dây chai là biết nó đẹp đó giờ. Trắng đen là căn bản rồi. Nha mọi người nha. Ba cái màu này nè. Phải mua nha mấy bà. Phải mua nha. Nhất là cái xanh này là lạ lắm. Lạ ơi là lạ luôn. Ok chưa? 47.000 cho em. Cho em xin cái giá mọi người. Set 109 còn không chị? Set 109 là set nào nhờ? Hết rồi em ơi. Mikasaka, Saki chị hết rồi. Rồi quần lờ nhạc của chị Kim Ngọc. Ok luôn. Kim Ngọc quần lờ nhạc có luôn. Rồi ok. Xanh dương Lê Trang. Ly hương không trắng. Chốt màu giùm em liền luôn mấy chị ơi. Quá đẹp mấy chị. Đẹp ha. Rồi, Nguyễn Thị Hiệp áo xám. Xám mà vô có 1-2 cái gì mấy chị. Xám nè. Kiều Hạnh áo đủ luôn. Kiều Hạnh đủ. Ok luôn, trắng với chị Hoàng Ý Nhiên. Xanh ve chai hương ngô. Ve chai hương ngô. Bạch Nam. Áo trắng cho Nguyễn Thị Hồng Vân. Bộ 5 số màu gì á. 8 còn 1 cho bé Mèo. 8 còn 1 cho bé Mèo. Đen cho Phạm Thảo. Xanh vàng cho Nhi Kim. Vải đợt này dày lắm mấy chị ơi. Vải đợt dày dày mà đẹp lắm mấy chị. Ok luôn. Ve chai cho heo con heo. Rồi đen trắng vàng. Đen trắng vàng giùm em nha. Trời ơi cái form áo lên quá đỉnh luôn. Chị Bùi Văn Đua còn cái vàng nha chị nha. Bùi Văn Đua này như cũng nhiều lắm rồi nè. Chị này mua hàng nhà mình lần nào chưa. Thủy Cân áo trắng. Gái họ Hoàng hết em ơi. Áo nghệ ve cha bây giờ còn cái vàng cho chị nè. Kim Châu ơi. Xám hết mấy chứ ơi. Xám hết vàng hết mấy chứ. Xám hết đâu vàng còn cái. Vàng còn một cái cho chị Hoàng Thương. Hoài Thương vàng. Hoài Thương vàng luôn. Hết xám cái bé rồi. Bé mèo có rồi em ơi. Bé mèo có rồi. Xám đa đa hết. Chị ơi chị đa đa này mua thêm cọc giùm em nha. Hàng này chị này hồi sáng cũng nhiều lắm rồi nè. Mi trắng luôn. Mi nè biết có đi hàng được không ta. Phải Mi đó không. Misaka một cái màu trắng rồi lên đen mấy chị. Còn 3-4 cái đen hết hàng mấy bà ơi. Đẹp quá trời đẹp. Sang quá trời sang luôn. Ôi là trời. Cái này mà không mua là mua cái gì. Mua cái chi. Xuất sắc luôn. Khỏi nói nhiều giùm em. Trắng đen. Hết xám luôn. Hết xám mấy chị nha. Có một set với áo dây à. Nhiều đâu. Ủa em lộn. Em chắc em lộn chị kia. Chị Hoàng cái gì như có xám cho bà đó. Còn đen mấy chị. Đẹp quá à. 47.000. Navy Bùi đen. Đẹp ghê không mấy bà. Lên trúng quần jean nè. Ok Navy Bùi đen. Em thấy mấy bà hot girl giờ mang này hay mang nóng thùng đằng sau gì lắm. Dễ thương. Còn hai cái đen cuối cùng. Anh ấy đem chút đen kèm xứng hỏi giùm em luôn. Rồi ok chị Ngọc dầu một đen luôn. Còn cầu dầm không chị? Còn cái em. Cầu dầm còn đúng cái cuối cùng luôn. Bé 125 luôn. Ê Kim Châu có đen chứ lộn. Kim Châu đen nha. Ngọc dầu đen, Kim Châu đen. Anh Thanh Thúy hết xám em ơi. Chị Trang, chị Trâm tôm. Tôn gì là không có cho chị nha. Cầm Minh Hoài không thấy. Không phải Cầm Minh chậm á. Chứ mày Cầm Minh Hoài không thấy mà em Cầm Minh bị chậm bé ơi. Em Cầm Minh bị chậm một nhịp bất công. Cầu dầm còn một nha mấy chế. Cầu dầm còn một. Rồi không có cái này thì mua cái khác
đi. Đây, sơ mi hồi trưa bà mặc màu trắng lai còn không Trang? Còn, mà đợi xíu lên cho đẹp lắm luôn á. Còn trắng còn vàng chữ 45 ngàn mấy chị ơi. Nè, cũng là cái chất giấy vậy luôn nha mọi người nha. Vàng chữ nè, vàng số nè mọi người. Vàng chữ, vàng số nè. Đen chữ nè, đỏ chữ, cái này gọi điện không nghe máy mua có một cái một à, xả đơn. Đó, cầu vòng cho Hình Thi, cầu vòng cho Bị Ngạn. Giận tím người. Thủy Cân đi đơn rồi gái ơi. Đẹp lắm mấy chị ơi, thiệt sự luôn má ơi nè. Xuất sắc luôn chị em ơi, nói gì nữa mấy chị. Xinh chưa? Trời vô. Chữ đủ cho Kiều Hạnh. Không thấy comment luôn anh. Ờ nó hỏi đúng không? Vàng chữ cho anh Nu. Vàng chữ cho anh Nu luôn. Nó ngồi lo nó hỏi không mà nó nguyện đi hỏi không mà nó hỏi miết luôn á. Áo đen 47 Thủy Cân có rồi mà. Rồi cái này trắng mấy chị ơi, trắng cờ, áo lộn đen cờ. Đen cờ đen đáp mấy chị, 45 ngàn. Đen cờ đen đáp giùm em luôn nha mấy bà. Đen cờ đen đáp nè. Đó 45 nghìn. Ai lấy chốt em luôn, đen cờ đen đáp 45. Dễ thương lắm luôn. Trời ơi. Vàng số, vàng số. Lê Thiết hết mấy chị ơi, còn vàng số mấy chị ơi. Vàng còn cái chữ một cái nè, cho chị Lê Thiết. Đen chữ hết chị Thủy Cân ơi. Nè còn cái áo chị mặc hết rồi. Hết áo chị mặc rồi. Để ngày mai em coi còn hàng em về thêm cho mấy bà. Rồi sơ mi chất mấy chị ơi. Tập trung chuyên môn lên sơ mi đỉnh nè mấy chị. Em nói với mấy chị là hôm nay mà ai mà không coi livestream em là chỉ có một từ là tiếc nuối thôi. Cái này hồi nãy còn một cái đen mà biết để đâu rồi nè. Vàng số cho chị My Lê. Còn cái đen đen gì, đen cờ. Còn cái đen cờ mấy bà nội ơi. Hết rồi, còn đen cờ. Đen đáp cho Bùi Văn Đua luôn. Đen cờ mấy chị. Về rồi nè, về rồi nè, về rồi nè. 89 ngàn thâu. 89 ngàn thâu mấy chị ơi. Đẹp lắm mấy chị ơi. Sơ mi tại sao mà hot vậy vậy trời. Tại hồi sáng nay mặt đẹp quá chịu không nổi. Lô này về tiếp luôn. Hồi sáng nay em mới like xong luôn đó mấy chị. Khách hỏi quá nhiều mấy chị. Bắt buộc hôm nay phải về thêm luôn. Ok Thùy Trang lấy hai đen sơ mi. Đen còn cái nằm ở ngoài nó để em coi để nằm ở chỗ nào đó tạm lấy. Quá đẹp luôn. Sơ mi chất đuổi loại 1. Con này em nhớ không lầm á mấy chị. Người ta bán 150. Cái lô đầu em về em bán 105. Em tìm được cái nguồn rẻ hơn, bữa nay em về em bán cho mấy chị 89 ngàn. Đuổi loại 1 nha chị em nha, đuổi loại 1 nha. Siêu xuất sắc luôn. Đuổi loại 1, ủa cầu vòng hồi cả, anh kêu còn cái kìa. Quần đang mang có 3 chị ơi, quần đang mang có 3 màu chị. Thấy nè, màu đen đó nè chị. Quần đang mang có 3 màu chị. Nè, màu đen, màu đậm và màu nhạt chị. Về đủ màu luôn á tình yêu. Nha, Kiều Hạnh sơ mi chưa, chưa có chùa cho bà nào đó. Chưa có chùa cho bà nào mới cắt bao hàng ra luôn á. Ai chưa có thì chốt nè. Rồi sơ mi đỉnh của chớp luôn. Đợt này về có 89 ngàn à. Không mua là thua luôn á. Thiệt. Trời ơi trời, lên với lại cái quần jean là hết bài luôn. Sơ mi mà quần jean là hết là thôi rồi á. Một từ thôi đó mọi người. Trời ơi, mai mốt rồi chuyển khoản là sao vậy chị? Ok chị Đa Đa nha, giả Vinh 139 chị ơi. Không có đủ ri rồi. Còn sớm dặn có 5 cái thì chừa 5 cái thôi nè. Chứ giờ không đủ ri cho em rồi đó, chắc chắn rồi đó cưng. Trời ơi trời, không biết nói gì thêm luôn mọi người. Trời ơi trời, xuất sắc luôn chị em ơi. Quần có size SML mấy chị ơi, quần jean là có size hết 139 ngàn cái nha. Thương Nguyễn 1 ri nè. Đẹp quá trời, rẻ quá trời luôn thiệt. Phương sơ mi nè. Nhanh tay còn chậm tay hết, kén chịu á mấy chị. Thiệt đẹp lắm luôn á.
hết đen mấy chị nha, hết đen luôn. Hồng nu trắng vàng, hồng nu trắng vàng giùm em luôn. Rồi ok xin nè. Phương Lan một cái sơ mi hồng. Phương Lan sơ mi hồng có luôn. Rồi ok, Nhi Tâm hết đen luôn. Sơ mi này hồi trưa chị đặt phải không? Cái này hồi sáng em có like á chị. Bé Phương có rồi, không bên được phiếu. Không bên được phiếu. Đẹp lắm. Có 89 nghìn nè mọi người. Mọi người nhìn màu của nó nè. Em nói cái sơ mi này là đỉnh mà. Chị Yến đó rồi. Chị Yến đó rồi. Chị Yến ơi chị Yến. Đâu rồi trời. Bà kêu mình lấy cái sơ mi này cho bà nè. Rồi bà đâu rồi. Nhi Tâm hết đen nha chị. Màu trắng cho Nguyễn Nở có luôn. Hết đen rồi mọi người ơi, hết đen rồi. Hồng nu cho hai gái họ Hoàng. Rồi lên trắng. Hết hồng rồi mấy chị ơi. Sơ mi trắng với chị Ngọc Ngọc Dầu. Hương Ngô hết trắng. Hương Ngô hết hồng chứ lộn, Nguyễn Nở có luôn. Rồi ok luôn. Hết hồng rồi mấy chị ơi. Nhiều màu lắm, màu nào cũng đẹp hết trơn á mấy chị. Hết màu đen quá hả. Màu đen hết sạch luôn rồi. Bà đen hết sạch luôn rồi, không có lấy của ai cho bà được luôn á. Lấy màu vàng đi, màu vàng đẹp nè. Em nói cái vàng của em là đợt này em về vàng nghệ cho mấy chị không à. Em không có về màu vàng xấu xấu đâu. Nhung chịu hết hồng rồi chị ơi. Hồi sáng tôi nhắn tin bà kêu dồn đơn áo 59 ngàn, bà có dồn không? Áo nào vậy trời? Bà Thùy Trang đi đơn chưa? Đi rồi hả? Đi rồi, không biết dồn chưa nữa. Tại mấy đứa nó làm. Sáng giờ lu bu không có làm được bà ơi. Like xong cái là lên ngủ một giấc tại vì quá mệt. Kim Ngọc cái quần đậm hết. Bà cứ mua đi rồi có gì đơn sau rồi em kiểm tra cho đơn đó phi xích cho bà mà. Kim Châu quần đậm hết nè. Đẹp lắm mấy chị ơi, em nói thiệt nè mấy chị nhìn cái màu vàng của em like em mặc lên cho bà chế coi nè, sang ghê không? Có 89 ngàn một cái thôi đó mấy chị, mà nó đẹp xỉu luôn á bà. Em nói thiệt. Rồi ok chưa? Áo nút ngắn màu xanh hồi trưa bà like áo nút. Không biết nữa. Không nhớ thiệt. Rồi áo còn 3 màu mấy chị ơi, chốt lẻ giùm em mọi người ơi. Trời ơi đẹp chưa? Cà phê, có màu nâu cà phê nè, quá xuất sắc luôn. Ông là trời. Cà phê chất đuổi nha mấy chị, đủ loại một cho em nha. Hơi bị mát, hơi bị đẹp luôn á. 89 ngàn. Thiệt, nó rẻ quá không ai tin thiệt sự luôn. Mà nó thật sự là nó rẻ như vậy luôn á mấy chị. Có 89 ngàn à. Xinh không? Anh lên màu vàng cho mấy chị coi nè. Đẹp quá trời đẹp luôn. Trời ơi em nói thiệt. Màu vàng cưng quá cưng. Vải đã bao mát nha mấy chị nha. Cái này là em nói thiệt luôn á. Hàng này người ta bán 150, 180 một cái. Chứ không có ai mà bán giá mà 89 ngàn của em đó. Đúng chất giùm em nha mấy chị nha. Nhận hàng coi kiểm tra đúng chất giùm em nha mấy chị. Không như hàng mà em nói cho mấy chị cứ trả ngược lại cho em nha. Trời ơi, em mang đóng thùng vô một cái luôn, xỉu ốc xỉu đau. Sang chảnh chưa mọi người? Quá đẹp luôn. 89 ngàn. Xuất sắc. Lấy trên đùi em hết rồi chị Trương Hồng Yến ơi. Em có chưa vậy Trang? Có rồi Kiều Hạnh, em có được 5 cái rồi đó. Lấy em lấy cho nằm trong đây nè. Một nô cho Nhung triệu. Lấy cho Stein thôi. Một nô cho Nhung triệu. Còn trắng vàng hai màu. Em nói thiệt luôn, lên màu vàng mấy chị ơi. Nhìn xinh chưa mấy chị? 89 ngàn à. Hương Ngô một vàng, Maria Trâm một vàng. Lét kinh dài em còn chị. Maria Trâm lên số điện thoại giùm em đi chị. Lên số điện thoại giùm em đi. Còn cái trắng ai hốt nè. Còn cái trắng là biến mặt quá. Là biến mặt quá luôn á. Sơ mi vàng chị hết rồi. Nhi Tâm tôi nói bà rồi, bà lấy cái sơ mi vàng đi. Bà ngồi bà lo bà chần chừ bà suy nghĩ hết luôn rồi nè mẹ ơi, còn cái trắng à. Còn một cái trắng duy nhất thôi là hết luôn rồi mấy chị. Em đang sẵn mặc quần mấy chị cho em lên áo luôn nha. Xếp để em tí xíu đi, em lên xếp tiếp cho. Rồi còn cái trắng cho Nguyễn Nở có rồi mà. Nguyễn Nở có trắng rồi. Maria Trâm thấy thông tin luôn. Rồi lên tiếp cho em con này mấy chị. Hơi bị xuất sắc luôn. Trời ơi, hôm nay áo khoác nỉ về, em nói thiệt với bà luôn nè, tiêu cân luôn á. Nay về xuất sắc luôn á trời. Không, có con trắng à, có một màu à. Trắng nó còn một cái để cho chị xịn luôn cho nó hết luôn đi.
chị tiệm vô quá trễ, chị tiệm hết sức giận. Cái áo này ngày hôm nay like 2 lần, chị tiệm không chốt, buồn giùm chị tiệm luôn, thêm luôn nguyện nợ thêm trắng, chia buồn cùng chị tiệm, hết cứu rồi, em hút thôi, em không cứu nổi rồi chị ơi. Trời ơi chị tiệm ơi, em buồn giùm chị tiệm luôn á. Quần đang mặc cho xem, mời cho bà Minh Ngọc. Trời ơi mấy chị ơi, em nói con áo này cho mấy chị là hả, đẹp quá luôn, sao mới mang hết mọi người. Nè em nói mấy chị nhận cái áo sơ mi này về, mấy chị ơi, mấy chị phải nói trời đất ơi, mấy bà bận lên, mấy bà ra ngoài đường mấy bà nói gì cho tôi, ta đố mày cái này ta mua nhiều, 89 ngàn mà tin không, nói 150 người ta cũng còn tin nữa mấy chị, chứ đừng nói gì là 89 ngàn, chắc không ai dám tin đâu mọi người, thiệt luôn á. Áo giùm em, lên chung với quần jean là hết bài nè chị em ơi. Rồi size S em ơi, 48 kg mặc S là vừa rồi em ơi. Minh Ngọc quần M đang mang. $49,000 áo bèo giùm em mấy chị, $49,000 áo bèo nha mấy chị nha. Thấy tôi không mà nhắn quá trời, thấy tôi không bà nhắn quá trời là sao. Trời ơi, thấy bà gọi bà Thùy Trang thôi tôi biết rồi nè. Bây giờ lát hồi nó vô inbox giùm em đi nha. Màu đen, màu hồng, màu trắng, màu xanh. Lô để em về màu cho mấy chị nè, mấy chị đẹp không à. Đen, hồng, trắng, xanh, 49 ngàn. Đen, hồng, trắng, xanh. Chắc đi đơn hết rồi đó bà ơi. Đi chưa anh? Cáo ca mà chưa nay có đi cho chị Thùy Trang này chưa? Nếu mà chưa đi đâu bà ơi, để dồn cái đơn này đi. Nếu mà chưa đi thì để dồn cái đơn ở đây, bà nôn cái gì vậy trời, bà còn hàng nhà mình mà bà nôn cái gì vậy trời. Kiều Hạnh áo đủ có luôn, 49 ngàn mấy chị ơi. Màu hồng nè mấy chị, trời cái hồng đất nè. Màu xanh này hơi bị đẹp luôn á, màu xanh là hơi bị đẹp cho mấy chị luôn. Áo bèo cho em nha, 49 ngàn. Trời ơi màu trắng nè mấy chị, nhức cái nách luôn, bặt liền giùm em luôn á trời. Bận áo mà nhức cái răng đó mọi người ơi. Đẹp ha, rồi 4 màu. Ok luôn, 49 ngàn. Áp dụng chia sẻ like giùm em. Chất áo là co giãn chị em mình nha. Chất áo là co giãn chị em mình nha. Khỏi lo nha mấy chị, chữ là hàng thiêu nha. Chữ là thiêu toàn bộ nha. Không có phải hàng in nha mấy chị, no in nha mọi người. Thêu cho em đàng hoàng, được chưa? Áo, tay dài, vô mùa đông luôn giùm em. Mất nhất cái nắp liền. Ok, chốt đơn. Thu cái gì, ai trước ta? Kiều Hạnh áo đủ, Thu Huyền áo đủ. Ba không hồng cho Phương Bảo Thư. Hồng bé mèo. Chị ơi dồn đơn mai gửi cho em nha. Ok ok. Chị tiệm đủ. Chị tiệm đủ áo. Bộ là 4. Hồng bé mèo có, 2 xanh cho Phương Lan. Áo bé Phương. Bé Phương còn 3 nha. Hồng xanh đa đa còn cái hồng. Bé mèo có hồng rồi, xanh hết. Xanh nha, da hông quỳ ngọc hết. Thanh Thanh Hà Đinh xanh hết. Hồng còn 1 cho Ngô Hương. Rồi bây giờ còn trắng đen. Đen còn 1 chị Thanh Thảo. Rồi còn trắng. Còn trắng mấy chị, quần nhạc M cho Huỳnh Đạt. Áo xanh 49 em hết. Áo hồng 49 em hết luôn. Còn trắng mấy chị ơi. Chị tiệm có áo rồi. Còn trắng mấy chị ơi, chốt em liền. Trắng kèm xứng thoại mấy chế. Trời ơi, quá đẹp luôn mấy bà ơi. Chứ sao còn cân, vô trẻ sao còn được, đẹp quá mà sao còn. Còn quần jean bò không trang, dạ còn chị, còn đủ màu luôn đó chị. Màu trắng nè mọi người ơi, quá đẹp cho em luôn á trời. Còn được 4 cái trắng là hết hàng đó chị ơi.
Còn quần jean em còn đủ màu luôn, em đang mặc là màu nhạt mấy chị ơi. Em đang mang là màu nhạt nha mấy chị nha. Em có màu đen với lại màu đậm nữa nha. Em có màu đen với màu đậm nữa mấy chị nào. 139.000 cái quần này mấy chị á. Cái form này là form đơn giản căn bản cho chị em mình thôi. Chị nào thích gu đơn giản nè, quần lưng quần rất cao luôn mấy chị thấy không? Lưng quần em làm cho mấy chị nó rất là cao luôn á. Khỏi lo. Trời ơi nè, một gan tay mà còn cả khúc nữa đó mấy chị. Lưng cao lắm, thật đừng lo là lưng thấp nha. No no nha mọi người. Nó không có lại lưng thấp giùm em luôn. Không không có. Ủa nên em quăng cái hồng qua rồi mà ta. Rồi áo tim. Đây. Áo ủ kem. Cái gì? Không ngon còn áo trắng cái chị. Đây mấy chị ơi. Muốn ủ kem phóng à. Đây 53kg quần màu đen cho Mỹ Huyền. M là vừa đó em. M đen nè. Mỹ Huyền đi đơn mà nha. Chỉ này đơn mới nha. Thêm hai cái quần bò M, một đậm một đen cho Minh Ngọc. M một đậm một đen hả? Rồi hết M màu đen rồi bà ơi. Màu đen giờ còn L không à. Màu đen còn L không à nha. Quần rin đen cho em 2S, hết S giờ còn L không à. Còn L thưa gái. Rồi quần màu nhạt 5kg cho chị Minh kêu lấy L giùm em là vừa. Minh Ngọc còn một đen nha chị. Ở lộ một đậm nha chị, hết màu đen rồi. Ok luôn mấy chị ơi. Con áo khoác định của chớp cho em luôn mấy chị. Em nói cái áo khoác này em bán cho mấy chị giá 69.000. Ai làm lại em. Mấy chị nhìn cái chất của nó nè. Dày ơi là dày chưa. Quần 139 nha Lan nhỏ ơi. Quần 139 giùm chị. Hàng nhà em là mấy thiệt luôn á. Tự tin cho mấy chị một điều là rẻ, đẹp, xịn mịn nha mọi người. Tự tin một điều là như vậy luôn. Tại vì bán em đâu có phải là lời một cái 5-70 ngàn đâu mấy chị. Em lời em chạy số lượng mà. Bán nhiều thì lời nhiều, bán ít thì lời ít đó mấy chị. Chủ yếu là chạy số lượng thôi. Đó, với lại em đỡ xỉ luôn này kia đó mọi người. Đây, túi nè mấy chị, cổ nè. Rất là cao nha, nón rất là to luôn. Quần đang mặc M thôi nha Trang. Trời ơi chị ơi, M mà chị về cho mặc chật là chị đừng có đổi nha. Để em ghi, em mở cái này ra cho. Để em in cái phiếu này ra để con không về cái la trời la đất em nữa. In chút cái phiếu ra đây cho chắc cú. Đang mang lên, đang mang đúng không anh? Ok. Măng gồ em biết rồi, để em tí. Thêm một cái đen S hết rồi, hết đen rồi cưng ơi, quần là hết màu đen rồi em ơi. Quần đậm, quần nhạt, size S cho chị Hồng Biên. Trời ơi, bữa nay quần hên ghê không? Được về là còn toàn là màu đờ. Màu gì? Còn toàn size lớn, không biết ghê. Bữa nay khách vô mua toàn size lớn, không biết ghê chứ. Ok, lên màu áo với chị 69 ngàn nha, chuẩn bị em lên màu cho. Rồi, em lấy bao nhiêu? Rồi, ok la nè, để em xíu nè. Ép đen hết rồi, áo đen bận luôn. Lấy thêm khoác màu chị đang mặc, hôm qua Phương Bảo Thư có lấy áo này chưa? Ok. Rồi, để em lên màu cho mấy chị ơi. Chịu Hoàng Yến Nhiên màu đang mang là màu nâu mấy chị, chốt em nâu tay mấy chị ơi. Chúc em nâu tay nha chị đẹp nha. Rồi, hàng theo cho em luôn 89 ngàn. Có lộn 69 ngàn mấy chị. Một cái áo khoác là không đủ đi đơn mấy chị. Mua cho em thêm một sản phẩm nữa nha. Tại sao không bán 75 ngàn cái đủ đi đơn mấy chị? Không nha mọi người nha. Nhập như bán nhiêu mọi người ơi. Nhập như bán nhiêu mấy chị. Đúng không? Em đi đơn từ 75 ngàn. Tại sao em bán một cái áo khoác 75 ngàn em đi đơn đi? Không mấy bà. Bán hàng có tâm lắm. Lợi nhiêu là lợi nhiêu à. Có sọc nha, nhập ruby đó em lên sọc cho. Rồi cho em xem lại quần rin đậm, ok chế để em xíu luôn. Màu hồng. Rồi đậm nè chế. Đen nè. Đậm đen nè. Siêu đẹp chưa. Đó chốt cho em liền luôn nha bà nha nè. Quá đỉnh luôn. Rồi chốt cho em liền. Hạnh lên 5 khoác phải không. Lấy thêm khoác xuống cho em ơi. Em lên màu chị em ơi. Màu đẹp lắm mấy bà ơi. Màu rất là đẹp luôn. Yên tâm giùm em một điều là như vậy luôn á. Em đang mang màu hồng. Áo khoác Adidas toàn bộ là hàng thêu hết. Màu nâu nè mấy chị, màu cà phê đó mọi người. Cái màu nè mặt rất là sáng luôn. Sang xỉu luôn nha mấy bà nha. Rồi, màu này cho em là màu xanh lạ. Vô đó thôi.
quăng 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 luôn. Rồi xanh lạ giùm em, xuất sắc chưa? Nâu hồi nãy em mới mở ra cho mấy bà chế coi nè, nâu nè. Trời ơi em nói cái màu với chị, nhìn cái bạn màu với chị mê liền luôn. Có 69.000 đó mấy chị. Cái vải giùm em nè mọi người nè, phơm 40-60kg nha mấy chị, mang thoải mái luôn. 40-60kg cứ tha hồ mà mang giùm em luôn, khỏi nó nhiều luôn. Màu xanh đậu nè mấy chị, màu xanh min hay xanh đậu nè. Min đi, màu min hay là màu đậu gì cũng được nha. Rồi màu trắng giùm em luôn, màu trắng kem. Xuất sắc chưa, màu kem rất là sang chảnh cho chị em mình luôn nha. Màu trắng kem, màu vàng. Màu vàng giùm em. Rồi chốt đơn, phải nói một từ là xuất sắc luôn. Vàng, hồng, trắng kem, xanh min, nâu tây, xanh lạ, rêu, có lộn cà phê. Cà phê nha. Ok tình yêu chưa? Ai thích màu nào chốt em màu đó kèm xin thoại giùm em luôn. Hương ngô đấy hả? Hương ngô này bữa hôm mua nhà em xách gấu không liên lạc được nè. 5 áo hạnh lê, 5 áo cho hạnh lê có luôn. Thêm hồng với lạ. Lạ nè. Ôi đưa cái lạ lại cho em đi, lấy lạ trên đây đi. Nó công ship đâu quá. Thôi thảy mặn quá, thảy mặn quá luôn. Ok nè, hạnh lê nè. Lạ với hồng hai cái có luôn luôn. Rồi hết tin rách hôm qua rồi chị ơi. Hương ngô lấy xách gấu 109. Của em đi đơn chưa? Hương ngô này hôm qua gọi điện em không nghe máy nè gái ơi. Mẫu nào vậy ta? Còn đây nè. Ủa hết rồi hả? Rồi màu, cái mẫu đó đi em không nghe máy lên là xả đơn rồi em ơi. Vàng cho Thùy Nguyễn. Anh đưa cái vàng nè. Đi em cái vàng nè. Vàng nè ok luôn. Nâu cho Phạm Thảo có luôn. Nâu Phạm Thảo có luôn nè. Phát 69. Chị Đa Đa này chốt ba cái cuối nữa ngưng lụa. Nâu tay xanh lạ với min. Em sợ mấy chị không không cọc quá à. Thiệt. Nâu tay nè. Màu min nè. Màu lạ nè. Em sợ chị không cọc quá tại em bị dính mấy chị rồi. Trời ơi mới xả em kìa. Sáng giờ chưa cọc nè. Trời em sợ quá nên là thôi. Mình cọc cho em đi mấy chị. Rồi mình vô mình lựa cho nó đã nha. Chị em mình nó vui vẻ mấy chị ơi. Chứ em chốt đơn mấy chị em cũng hồi hộp nữa. Kìa kìa mấy chị không cọc cái kìa. Giả nhân giả nghĩa kìa mấy bà ơi. Nguyên một bao luôn kìa. Bốn màu tối cho Kiều Hạnh không phải nói gì. Em mệt lắm. Không bán cho mấy chị nữa thì mấy chị nói em này kia. Mà họ bán nữa thì mấy chị bơm em lúc này em không biết. Em sợ ghê luôn. Bán vào trong tâm lý mà hồi hộp á mọi người. Xả ra mệt lắm luôn. Bốn màu tối cho Kiều Hạnh, nâu cho Phạm Thảo có rồi luôn. Nâu tay cho My Lê. Nâu tay cho My Lê. Nâu đậm xanh min cho sĩ số Phận Nguyễn. Ok luôn. Nâu tay cho Thanh Thúy. Nâu tay cho Thanh Thúy. Ok Thanh Thúy nâu tay. Nâu cà phê chốt rồi bà ơi. Khỏe luôn lấy màu nâu. Màu nâu tay hả? Nâu tay đây. Khỏe luôn. Nâu tay Gia Hân Bùi Ngọc. Hết rồi hết nâu tay mấy chị ơi. Bây giờ còn nâu cà. Còn à, còn hả? Còn hả? Ok. Kiều Hạnh có 4 màu tối rồi. Yên tâm đi. Xanh min cho Lê Trang. Màu min đẹp với chị. Màu min dễ thương lắm luôn á. Chắc nó hàng về đó chị, để lát em kiểm tra cho. Áo phông dài chị ơi, áo phông dài chị em đang mặc nè. Dạ cọc 50.000 à chị. Phải lưu có rồi. Thêm min cho em nha. Min cho Kiều Hạnh. Min cho Kiều Hạnh còn cái min nè. Rồi hết min rồi mấy chị ơi, hết min rồi mọi người. Hết min rồi còn màu lạ nè mấy chị, lấy lạ đi. Lấy lạ đi mấy chị, lạ đẹp nè. Lạ dễ thương lắm. Lạ xinh cực kỳ luôn á, màu lạ đẹp nè. Nâu tay em hết rồi mọi người ơi, bây giờ hiện tại bây giờ em còn vàng. Còn lạ mấy chị, còn vàng còn lạ ha. Rồi màu trắng kem nè, bao sang luôn. Lâu lâu mấy mày chị
mới có cái hàng mà dạng như áo khoác màu trắng về mà vải nó dày như vậy nè mấy chị. Tại vì hàng màu trắng á phải lên vải dày thì em mới lấy, còn mà vải nó không có dày em không có dám lấy mấy chị ơi. Xanh min chị Nghiêm Võ Văn em hết xanh min rồi nha chị nha. Rồi em còn màu nâu cà phê mấy chị ơi. Đây nâu cà phê nè khách ơi, đẹp lắm. Dạ rồi để em kiểm tra cho em dồn đơn ở đây là nhà nè, có mấy cái em dồn em đi luôn cho chị cho nha chị đẹp nha. Áo em đang mang là 49.000, màu trắng nha mọi người nha. Rồi em có cái màu này rất là đẹp luôn á mấy chị, nãy giờ em bung mà chưa hết màu của nó luôn á mọi người. Có 69.000 một cái áo khoác rồi mấy chị ơi, mà nó đẹp dữ lắm, đẹp luôn. Màu xám, xám mà là xám xi măng mấy chị ơi. Em khoác xám xi măng lên cho mọi người coi nha. Giờ chị chốt thêm ma đi đơn luôn được không Trang? Chị Seo Ly Như này, Seo Ly Su này đi đơn rồi. Đơn của chị đã đi đơn rồi. Lấy em màu lã với lại màu cà phê cho Nguyễn Lắm lên thông tin luôn. Bắt buộc lấy nha. Tao quăng qua rồi. Lấy đi, lấy giùm chị đi, trời ơi trời. Hả? Không chốt hả? Nó kêu khỏi lấy lâu tay chốt màu à. Em chốt qua rồi, em quên rồi vậy hả? Không có lấy cho em đâu gã, không lấy cho em. Rồi ok luôn. Trời ơi hay quá. Quần em đang mang form đơn giản 3 màu. Nguyễn Lắm lên thông tin giùm em đi chị. Màu đen, màu xanh đậm với lại màu đen, màu nhạt em đang mặc. Nhạt với nó mặc thì rất là màu bụi nè. Rồi màu xanh đậm nè. Đó, màu đen muối tiêu cho mấy bà luôn, cái màu muối tiêu nha. Không phải là hàng full đen đâu mấy chị. 139 nha mọi người nha. Màu rêu mấy chị ơi, màu rêu cho em luôn, 10 cái có 1 cái màu rêu mọi người. 10 cái có 1 cái màu rêu thôi mấy chị ơi. Rồi, chị nào mà mang mà sợ dơ nè. Chị nào mà mang sợ dơ thì lấy cái màu xám đen nha. Trời cái vải nó dày ghê mấy chị. Cầm cái áo mà mệt mỏi luôn mọi người. Chị nào mà mặc ủ kem này mới thiệt. Mua mấy cái này về mặc vừa sang vừa đẹp, ủ kem đã lắm luôn. Mấy cái vải này là em mua là lúc nào á họ. Em có một cái mà em mặc 2-3 năm trời đó chị, cũng là cái hàng 69 ngàn này thôi. Mày mặc 2-3 năm trời luôn mọi người. Mặc sướng lắm luôn. Tại vì cái áo khoác này, cái chất liệu vải này nè, em lúc nào nhà em cũng phải cũng có hàng sẵn hết trơn á, để em lên hàng cho mọi người luôn á. Vải đẹp lắm. Khoác 69 nhà em là tự tin cho mấy chị luôn. Đẹp rẻ, ngon, bộ rẻ nha. Quần chính tất em hết hàng rồi. Body sọc hồi chưa? Sao hồi chưa? Có chốt, kiểm tra giùm chị có đầm đó không? Chị Dung Kim á, body sọc á, giờ không biết luôn chị ơi. Có rồi chị, có rồi chị. Rồi lên màu lại lần nữa em qua mẫu nè. Trời ơi cái màu xám này đẹp ghê luôn á trời. Xám xám trắng là dễ thương. Dạ quần có co giãn chứ chị. Cái này là hàng jean 139 mà hàng này người ta bán hàng cao cấp mà chị. Hàng này nhà em là người ta bảo hàng bỏ shop á chị đẹp. Em lấy về để cho hàng người ta bỏ shop á. Thể thao hả? Em còn có mấy mẫu đằng sông lưng à. Còn cái áo phông rộng em không có đâu. Ok chị Nguyễn Lắm một cái màu nâu, màu xám nè. Ok luôn. Một nhạt một đen size S. Bây giờ còn nhạt à. Màu đen hết size S rồi chị quên. Màu đen chị còn L không à. Bây giờ chị còn màu nhạt thôi nha. Còn áo khoác nỉ không Trang? Còn chị. Màu rêu cho heo thuận. Màu rêu cho heo thuận. Đẹp ghê luôn á. Rồi em lên cho bà chế có cái màu nâu tây cái nữa nè. Màu nâu cà phê. Cái màu này thì nó chậm hơn á chị. Chị nào mà mặc mà dán như là mình sợ dơ á là thì mình lấy cái màu này ha, vừa sang vừa sạch mấy chị ơi. Nâu chậm nè. Đẹp quá à. Ai? Nay có lên pyjama không chị? Có chứ. Áo khoác áo đang mặc 49.000 cho chị số phận Nguyễn. Chị chưa có lên, chị chưa có lên pyjama lúc nào cũng đợi cuối lo ấy lên pyjama hết trơn á. Tới giờ lại đi ngủ các bạn mới có hứng mua pyjama. Pyjama là đợi cuối lo mới lên lận. Tại vì khách lúc nào cũng phải đợi tới cơ giờ đi ngủ mới lên pyjama không à. Chứ giờ live sọt pyjama vô hàng kiểu không lên kịp. Rồi ok nha, ai lấy chốt giùm em luôn. Phát qua mẫu với chị em ơi. Rồi cột lại em luôn. Mình vừa không 1 mét eo. Chị mua quần jean nhà em lần nào chưa? Chị đã mua quần jean lần nào chưa? Chị đã mặc thử một cái form nào vừa chưa? Nếu mà vừa rồi là chịu vào vừa hết đó chị. Còn nếu mà mua mà không có vừa rồi là thôi thua rồi chị ơi. Tại em biết eo nhiêu nữa chứ eo này thấy nó co giãn lắm chị. Có nhiều chị vừa rồi đó nhưng mà lại quay qua kêu là anh không được đẹp.
Em con bỏ tay không biết nói sao luôn. Ok chưa, quần này em, nếu mà mấy chị mặc quần mà sửa size 29 á thì vừa nha. Còn mấy chị mặc quần mà size 30 là không vừa quần này đâu. Rồi nè, màu xanh lạ nè. Em nói cái màu lạ nó đẹp ghê luôn á. Mấy chị không lấy. Thiệt luôn á nè. Màu lạ nè. Trời ơi, cái màu nó rất là ngọt luôn, nó rất là xinh luôn. Vậy hả, vậy chị mua thử một cái đi. Cột lại em luôn nha người ơi. Này cột 2-3 cột đi. Đẹp ghê luôn á. Quần em có mua được nâu tay. Vừa này em có mua nâu tay 69k ký không chị? Là sao vậy? Có bùi da hân ngọc. Da hân bùi ngọc hết nâu tay rồi. Hết nâu tay cho em rồi. Ở đây tới em là hết á. Rồi áo khoác giùm em luôn. Rồi em qua mẫu luôn nha mấy chị nha. Qua mẫu giùm em đi. Áo khoác nè. Màu xanh lạ là đẹp. Áo nỉ nè. Áo nỉ xong lên đầm cái bà nha. Áo nỉ 99 ngàn cái thôi. Áo nỉ y hình luôn mấy bà ơi. Rồi áo lẹ đợi chút xíu đi em. Tiên la. Trời ơi trời. Khoác nỉ hai màu 99 ngàn. Khoác nỉ hai màu 99 ngàn giùm em. Rồi. Trắng 69 cho da hân bùi ngọc. Trắng 69 cho da hân bùi ngọc. Trời ơi trời. Body đằng sau phải màu cam chứ đó là màu hồng nha chị. Đó là màu hồng cho em chị đẹp ơi. Xinh chưa mấy chứ ơi. Áo nỉ giùm em nhớ chị đẹp nha, vải rất là đã luôn. Cái này là hàng Lĩ Nhật mấy chị ơi, nó đẹp lắm mấy chị, không có bị mà gọi là bị ngứa ngáy cái gì đâu mọi người nha, yên tâm giùm em luôn. Rồi lên màu giùm em. Ủa, da hân bùi ngọc có nâu tay rồi bà ơi, khỏi lấy trắng nữa nha. Em lên màu với chị, em mặc màu hồng, màu xanh đậu. Màu hồng, màu xanh đậu giùm em luôn. Áo đang mặc bên trong là 49 ngàn. Chốt giùm em trắng. Hồng xanh trắng và màu. Trắng hồng. Hồng xanh trắng và trắng hồng mấy chị nha. Mấy chị chốt cái này màu phối trắng hồng đi. Em mặc màu hồng, màu xanh, màu trắng lại màu trắng hồng. Đẹp lắm mấy chị ơi, cái này là hàng Lĩ Nhật mấy chị. Mặc rất là đã luôn. Mặc đã cực kỳ luôn, nhìn là biết đẹp liền, bốn màu nè. Hốt lẹ giùm em liền luôn. Bốn màu mới chết. Đúng rồi, có bốn màu. Bốn màu. Ok la luôn, lên form, lên màu. Dung kim đầm body nè. Nỉ bốn cái cho Kiều Hạnh có. Trời ơi, má rút mệt đắm đuối luôn. Cái nỉ này cầm đắm đuối cuộc tình luôn mấy bà. Thiệt luôn á. Ông là trời á. Khéo nó mất tiêu à. Rút này đuối luôn á. Ok luôn. Phát nỉ đậm cho Lê Phương Khả Vi. Cái này là 40-60kg mấy chị mặc thoải mái mấy chị ơi. Lê Phương Khả Vi, Thu Huyền Ba. Thu Huyền Ba. Phát bé Phương. Phát bé Phương. Phát đậu cho Uyên Jessica. Đậu cho Uyên Jessica. Nỉ đậu cho Thanh Tuyền. Ok luôn. 30 sản phẩm chị ơi.
Nhật ruby lấy khoác hồng. Hồng anh xanh đậu. Cái đó là màu hồng màu trắng. Trắng xanh đó là màu trắng. Còn này là trắng hồng nè. Trắng hồng nè. Cái này là màu xanh nè, màu trắng nè. Còn này là màu xanh nè, cái này màu hồng nè. Nguyễn lắm đó, khác màu đậu. Chị ơi, chị lấy xị chị cọc em 500 ngàn nha chị nha. Mình lựa hàng không có, không có, không được lọc màu giùm em mới được tính xị nha chị. Như Tâm lấy trắng xanh. Như Tâm lấy trắng xanh. Trắng hồng cho Hằng Đặng. Chứ mấy chị vô mấy chị lựa màu đâu được tính xị đâu. Dạ áo nị nha em là 99 ngàn cả nha mấy chị. 99 ngàn à, vải đẹp quá trời luôn. Lên pyjama Trang ơi, đợi ngủ quá, đợi em xíu nha. Hết trắng chị ơi, hết trắng chị ơi. Trắng 49 cho chị Nguyễn Kim, đang Nguyên Kim đang mặc luôn. Đáng mua đơn trên 69 ngàn dùm em, trên 79 ngàn dùm em nha. Áo Burberry 59 hồi trưa nay còn không chị? Mẫu nào ta? Nỉ hồng cho Bình Nguyễn. Đủ là 4, đủ là 3. Chị có mình con bé gì ta? Kiều Hạnh là 4 cái thôi. Còn ấy kia là 3 hết. Cái này đâu có đen đâu cưng. Không có đen đâu, toàn là màu đẹp không à. Toàn màu đẹp không à. Ba là cho Nghĩa trước đi nè anh, khỏi lộn nè. Ba là cho Nghĩa nè. Ba là cho Nghĩa luôn nè. Rồi ok. Rồi vậy là em còn hai màu với chị. Trắng xanh với lại hồng đang mặc. Màu trắng với lại màu hồng. Quần legging hôm bữa của em đi cho chị là Vili. Vili mẫu nào trời? Còn đơn hàng ở nhà đúng không? Vili hay Vivi ta? Có quần legging chưa đủ đơn em ơi. Khóa 69 còn đủ màu á chị ơi, khóa 69 còn đủ màu. Nị đậu hết rồi Thanh Thúy ơi, nị đậu hết, bây giờ còn hồng em ơi. Còn hồng với lại màu trắng xanh nè cưng, trắng xanh dễ thương nè, 99 ngàn. Rồi ok. Dạ chị ơi, lấy xị nha em, có cách khác chị, còn chị mua nãy giờ là giá lẻ không á chị ơi. Lấy xị không có được đâu chị, xị phải cọc tiền. Gọi mẫu phải lấy 3 sản phẩm. Không được lọc màu giùm em. Áo khoác 99 ngàn Tuyền Thanh ơi, đẹp lắm á chị ơi. Lên body cho chị, rồi dùm em lên liền tiếp cho body cho. Đẹp quá à. Xinh ghê luôn á trời. Trời ơi đã quá, màu xanh thì dễ thương ghê, màu trắng xanh dễ thương ghê á mấy chị. Nó phối nè mấy chị, dễ thương ha. Trắng xanh đẹp. Trắng xanh đẹp luôn, còn được có 3 cái trắng xanh luôn. Trắng xanh dễ thương quá trời. Y chang Hàn Quốc luôn nè. Body kiểu đẹp chút. Ha đẹp ha. 40-60kg mang vừa dùm em luôn mấy bà. Rồi cho em xin lên một cái mẫu áo khoác, một cái mẫu áo thun nữa đi. Rồi em lên cho bà gái đầm, rồi em lên pyjama, ok không? Ok. Ai du ok, ok. Rồi còn hồng. Còn hồng với lại còn xanh thôi là hết nha. Còn hồng và xanh thôi là hết các chị ơi. 40 tới 60 cân giùm em mình mang thoải mái luôn chị em. Trời ơi nó cái form nó đẹp xỉu luôn mấy bà ơi, rụng nụ. Đẹp ha. Màu hồng cân quá. À. Đây cân chưa, rồi còn hai form nè. Áo em đang mang 49 ngàn nha. Quần em đang mang là em có 3 màu. Đây quần dán trơn quá chị ơi, không rách nha, 79 ngàn. Ủa gì ba màu giùm em nè, 139 ngàn. Đây đây, 139 giùm em luôn. Quần 139. Trời ơi, tức ghê. Ai rồi, có ai rồi. Hàng binh sĩ kìa, có ai rồi. Chị Hằng Đặng có trắng hồng chưa? Nị trắng xanh cho chị Nhi Tâm có chưa? Phát hồng cho Nhật Ruby có chưa? Uyên Jessica nó xanh đậu có chưa? Thanh Tuyền xanh Jessica, anh Thanh Tuyền xanh đậu luôn nè. Nị 4 cái cho Kiều Hạnh nè. Rồi ok. Màu rơi cho kìa cho. Cái gì? Còn dư 2 cái hả? Còn một cái xanh đậu mấy chị ơi. Kiều Hạnh chưa có hả?
Kiều Hạnh là được 4 trước á. Em nói anh là Kiều Hạnh lúc đầu rồi. Legin hả? Kiều Ly Hương áo còn 2. Rồi còn một xanh, ai hốt giùm em luôn các mấy bà. Ai hốt giùm em một cái xanh luôn đi. Nè. Rồi qua mẫu luôn. Nguyễn Tho đi đơn chưa? Tao bị cảnh báo rồi, chắc gọi điện không nghe máy hay sao nè. Chị này có hai sản phẩm gọi điện mấy ngày không nghe máy luôn. Chị nhắn tin cho em đi chị. Em gọi điện chị mấy ngày mà không nghe máy luôn á chị. Rồi lên cho em với chị một con áo nữa nha. Trời ơi, con này đúng đẹp cho mấy chế luôn nè mấy chế. Xuất sắc luôn. 49.000, có lộn, ừ đúng rồi. 49.000. Áo tay dài cổ bẻ. Sọc nha mấy bà ơi. Trời ơi, nó dễ thương mấy chế ơi. Phải co dạng đẹp luôn. Hôm nay đồ nhức nách không à. Trời ơi xinh chưa. Màu với chị. Đang mặc với chị chốt cho em màu. Màu gì ta. Màu đất đi. Màu đất nha. Màu kem. Màu cam. Màu đỏ. Màu đen. 5 màu giùm em với chị. 5 màu nha. Ai chốt màu nào chốt liền giùm em liền. Luôn á. Áo đây sỉ 36 nha mấy bà. Nghĩa hả? Nghĩa không ta? Rồi cái điện thoại nó lạc trôi khúc nào rồi mẹ nó rớt ra rồi. Ok luôn. Nghĩa. Nghĩa áo đủ, Hạnh Lê áo đủ nè. Năm màu giùm em mấy chị ơi, màu nào cũng xinh đó mấy bà ơi. Màu cam đẹp lắm nè mấy chị, màu cam rất là xinh luôn, rất là sang luôn á. Rồi ok luôn. Pyjama chuẩn bị lên rồi chút xíu luôn. Áo mang Mỹ Huyền. Áo đủ Kiều Hạnh. Đủ không cam Thu Huyền. Bốn mươi chín ngàn một áo nha mọi người nha, quá đẹp ấy chứ ơi. Quần đảm xíu đi chị. Lê Phương Khả Vi áo đen. Áo đất cho Nguyễn Thị Bích Chi. Đất Bích Chi. Áo đủ Kiều Hạnh có rồi. Áo khoác bao nhiêu? Áo khoác em còn loại 69.000 à chị ơi. Màu đất cho Nguyễn Hạnh. Sáng mua đơn trên 79.000 giùm em. Hôm nay xả lát hồi xả một đống áo sọc ngày hôm qua nè. Hôm qua ai chưa có mua áo sọc nhớ chốt. Lát hồi nhớ coi live stream nha. Hả? À, cuối live hôm nay sẽ xả. Hôm nay sẽ chốt cho bà lại cái áo sọc ngày hôm qua nè. Mấy chị đẹp gọi điện. Mua có một sản phẩm mà không đủ đi đơn. Ok luôn. Đất Bích Chi có rồi. Heo con heo áo đang mang. Nghiêm Võ Văn áo đất đang mang. Nghiêm Võ Văn áo đất đang mang. Hết đất. Đổi màu giùm em lên cam mấy chế. Em nói cái màu này nó đẹp lắm mấy chị ơi, yên tâm giùm em luôn. Em nói cái màu này mặc hơi bị dễ thương luôn nè, có 49.000 à. Mấy bà ơi, mấy bà nhận hàng về em đảm bảo mấy bà luôn, không thể nào tin được cái áo này giá như vậy luôn á. Tay không? Xinh không mấy chị? Má ơi, cái phông cổ của nó này em thích quá mấy chị ơi. Vừa cổ bẹo kiểu vừa chữ U nha mọi người nha. Ôi ôi, màu cam của tôi nè. Tôi nói với bà là màu cam rất là đẹp. Sao vậy? Tại sao không tin lời? Tại sao không tin lời của Mỹ vậy? Mỹ nói là Mỹ muốn đi chơi mà. Đất hết bây giờ, đất hết đổi màu giùm em đi mọi người. Đen cho vô Huệ luôn. Cái đang cầm là cái nào không biết luôn em. Lê Ngân hết màu đất. Vi Ly màu cam. Em nói mấy chị mới tin em đi. Em nói màu nào đẹp là màu nó đẹp mà. Cam rất là dễ thương luôn hè. Em nói thiệt nè. Form 40-58 cái trở lại mặc vừa.
Thu Huyền ơi, hối hận chưa? Nguyên kim hết đất, nguyên kim hết đất. Vàng đỏ, vàng đỏ, đen và cam. Còn Nguyễn Thọ, nhưng mà gọi điện cháu có nghe máy rồi. Phát nãy 99.000 hết chị Thùy Trang ơi. Áo chị mặc màu đen cho Thanh Thanh Đinh. Thùy Nguyễn có rồi. Thêm sọc đen cho Thu Huyền. Màu vàng nè, em nói cái này mới chứ ơi, mấy cái form này lên đẹp lắm, mọi người tin em đi thiệt mà. 65kg không vừa đâu chị, nhà em không có hàng 65kg đâu. Màu đỏ nè, màu đất nè, có lộn màu vàng nè, màu em đang mặc màu cam rất là xinh luôn. Màu đen hết rồi. Thùy Nguyễn có rồi. Cam cho chị Ngọc Trinh nè. Chị Võ Nghiêm hết đất lấy cam nè, cái nó màu cam nó đẹp lắm mà. Đỏ 49 cho Lê Ngân. My Lê cam. Nghĩa hả? Nghĩa lấy cam với đen. Áo đang mang còn thêm cam với đen cho Nghĩa. Áo đang mang là 49.000, cam cho chị Nguyên Kim. Cam Nguyên Kim. Ok, Nguyên Kim lấy cam luôn. Thanh Thanh Đinh có rồi. Vàng cho chị Phương Lan. Hồi tối hôm qua đi đơn cho Trang, dạ đi rồi chị. Tối hôm qua là chú đi chị ơi, tối hôm qua là chú đi đơn á chị. Lấy thêm nào chốt em luôn nha. Rồi ok mọi người ơi, áo này em còn được 3 màu rồi mấy chị, đẹp lắm luôn mọi người. Trời ơi, có 49.000 cái áo mà quá trời đã mấy chị ơi. Quá trời sang chảnh luôn. Quần em đang mang là giá 139 nha. Em đang mặc là màu nhạt mấy chị. Em đang mang là màu nhạt nè. Cái này nó có màu đậm với màu đen nữa. Màu đen thì còn xanh lờ không à. Màu đen còn xanh lờ thôi. Đây. Đó, 139. Đây mấy chị, màu đen nè, màu xanh đậm nè, dễ thương không? Mấy cái form quần này đẹp lắm mấy chị ơi. Em thấy trên Shopee người ta bán 140, 150 một cái rồi đó mọi người. 150 chứ. Mà hàng này nhà em hàng bán shop nha. Mấy chị mua Shopee, mua mạng nhiều khi mấy chị không biết nó như thế nào. Còn cái hàng này là em nè, co dạng như vậy cho mấy bà chế coi luôn rồi đó. 139 nha. Có còn màu đen là còn xanh L thôi. Tên gì? Nguyên Kim ra thông tin giùm em. Hân Hân áo còn cam hết đen nha. Đơn hôm qua em chưa có đi nè mấy chế. Đơn hôm qua em chưa có đi nè. Rồi ai lấy áo chút áo em kèm em số điện thoại liền. Hả? Chị Nghiêm Võ Văn ơi, có màu để một đất cho con ấy đi. Màu đen anh lờ luôn cho đặng hoa. Tên gì? Ok, đặng hoa có quần đen anh lờ nè. Ủa sọc đỏ cho Ngân mà, lên Ngân mà. Lê Ngân lấy màu đỏ mà. Hai Nguyên Kim luôn hay sao á. Nguyên Kim à, cái kia là Nguyên Kim rồi Nguyên Kim nha. Nguyên Kim là Nguyên Kim nha trời. Đậm L còn nha chị. Liên Mon đậm L còn chứ ơi. Đậm em còn chứ. Cam để ở đi. Ok luôn, bảo bối hả? Chị quyết đàn đi chưa nữa. Rồi áo em còn 3 màu nha mọi người nha. Lên cho chị có màu vàng nữa đẹp nè. Vàng cam hai màu đẹp quá. Sọc đỏ chị Trương Thanh Mai. Em lên cái vàng nè. Cái vàng mặt rất là dễ thương luôn. Trắng mấy chị ơi. Lên rồi mà. Nguyên Kim em bấm số điện thoại rồi mà. Ai tên gì? À chị Nguyên Kim mà lên thông tin giùm, lên số điện thoại giùm em đi chị ơi. Tại vì chị cho địa chỉ mà không có số điện thoại em cũng không biết giao chị ở đâu nữa. Rồi em còn vàng nha. Sang áo đẹp ha. Mấy chục ngàn cái à. 49.000 nhà mẹ em luôn. Rồi áo này còn như cái này màu sọc nè mấy chị, hết hàng nha. Rồi cột lại mẹ em luôn. Ok. Kim xanh đậm cho em cái màu cái size chị Hương Lê ơi. Hương Lê đơn tủ đi đơn rồi nha chị. Cho em xin cái size luôn nha chị. Chị ơi đầm trắng cánh tiên. Khi nãy chị đăng á rồi chị biết mà em ơi, chị lên liên luôn hả cưng ơi.
em đang em 50kg hả? Mặc M là vừa rồi, bây giờ chị hết M rồi, còn S thôi, còn L à. Còn L à, lấy L đậm nhen. Liên Mon có rồi chị, em lấy chị rồi luôn. Rồi ôi, con đầm kỳ dũng mấy chị ơi. Siêu dễ thương luôn mọi người ơi, vải đẹp xuất sắc luôn. 54kg, rồi lấy L đi chế. Hương Lê này ở đâu đây, Hương Lê này lấy màu gì đây? Hương Lê Green đậm, Green đậm L phải không? Green đậm L có luôn. Rồi áo cam áo đỏ chị Hương Anh, cam đỏ chị Hương Anh bên đó có luôn. Rồi thêm vàng chị My Lê luôn. Quần jean đen, quần jean đen hết M rồi chị ơi. Bây giờ còn S với lại có lộn còn L chị. Quần jean đen giờ nhà em còn L thôi, hết hàng luôn. Anh Nguyễn áo màu vàng với quần màu đậm size M cho chị Anh Nguyễn. Nè cái quần này luôn. Ủa lộn cái quần màu đậm mà. Rồi cho anh Nguyễn đợi em tí nha. M đậm đi nè chị. Trời ơi trời, thì gọi là hơi bị đỉnh luôn mấy chị ơi. Rồi xuất sắc luôn mấy bà. 89.000 cho em phơm đầm kiểu nha mọi người nha. 89.000 mấy chị. Dập cho em nè mọi người nè. Trời ơi trời, hơi bị xuất sắc với bà luôn. 89.000 mấy chị ơi. Đầm xám rút dây hai bên còn không chị? Còn như Thúy Hoa ơi. Đầm xám rút dây hai bên mà loại tay dài đúng không? Chị còn á. Em lên màu mấy chị. Đúng những cái màu mà hot luôn mấy chị. Màu hồng nè, màu xanh bơ nè, màu nâu tây với lại màu trắng luôn. Trắng 89 cho Thanh Thanh. Có 89.000 một đầm kiểu cho em thôi. Trời ơi mặt siêu cute luôn mấy chị ơi. Coi cánh tiên của nó làm nè mấy chị. Dập giùm em luôn nè. Quá xinh luôn á. 89.000 một đầm nha mọi người nha. Ôi là trời, nó đẹp chấn động địa cầu luôn á trời. À, dễ thương chưa? Màu bơ cho em nha. Đẹp lắm mấy chị ơi, có 89.000 thôi đó. Xuất sắc một cuộc tình luôn. Đây màu giùm em luôn. Đó, màu nâu tây nha. Màu bơ và màu trắng, bốn màu giùm em mấy chị ơi, có 89.000 nha mọi người. Quá đẹp luôn. U là trời, 89.000 chốt giùm em liền. Màu kèm xinh hỏi luôn. Xuất sắc nha. Đầm nâu tây cho chị Dương Thanh Mai. Màu trắng không hề bị mỏng luôn á mọi người. Cái vải này là cái vải mà may lên sơ mi cho mọi người á mọi người ơi. Đây là cái vải nó đẹp lắm mấy chị ơi, nên yên tâm giùm em luôn nha. Rồi nâu tay chị Trương Thanh Mai nè. 40 tới 60 kg mấy chị mang thoải mái giùm em luôn mọi người. Tự nhiên lên tới cái đầm tự nhiên á hả? Tuột tuột lượt xem à. Lắc hả? Xinh ghê không mấy bà. Form này nằm trên gối với mấy chị nha, mặc cho nó trẻ giùm em luôn. Tại vì lên cắm tiên rồi mặc dài qua gối nó lượt thà lượt thuộc đó mấy chị ơi. Nha, em lên cho mọi người lên trên gối tí xíu. Nhìn cho nó trẻ nha mấy chị. Rồi ok chưa? Bộ tay dài quần dài về không chị? Chưa có về. Chưa có về cái em đó. Ok, chị Trương Thanh Mai thêm cái đầm trắng nè. Rồi chị Hương Anh thêm một cái nâu tay nè. Hương Anh thêm nâu tay nè, Trương Thanh Mai thêm đầm trắng nè. Ok luôn. Đẹp lắm mấy chị ơi, có mấy chục ngàn cái, mấy chị có 89.000 mấy chị. Hàng thiết kế lên cho mấy bà luôn, sang chưa? Trời đất ơi nè. Mê luôn á trời, vải nó đẹp mấy chị ơi, xuất sắc luôn. Mấy chục ngàn cái đầm giùm em thôi. Đó, ai thích màu nào mình lên màu kèm xuất hỏi giùm em liền nha. Rẻ ghê luôn á trời. Trời ơi, còn nha bé Thu Nguyễn ơi, quá đẹp. Còn áo kiểu nữa không chị? Trời ơi, nhà chị là một làng kiểu nè cơm. Nhà chị là một làng kiểu. Đợi xíu chị lên từ từ cho, yên tâm đi. Hả? Đẹp quá à. Trời ơi, con với ơi, sang chưa? Như hàng hot girl luôn á. Bà nào mà khoảng 1.5m nha, là mặc cái này là nó ngang gối nha. Còn em là em cái 1m65. Đó, dài chưa? Có lộn form đẹp ghê luôn á. Mấy chị nhìn cái giặt của nó nè. Trời ơi, em nói nè mấy chị, như công chúa luôn. Cái này là form tiểu thư luôn, đẹp lắm. Cái này là đưa cái em băng đồ anh. Lấy cái băng đồ ơi. Cái này cài thêm cái cài nó mới đẹp. Lên body đi chị, đợi chút xíu chị lên liền luôn. Trời ơi, má ơi sang chưa.
xuất sắc luôn á bà chị ấy, chốt liền giùm em luôn có 89.000 thôi nha. 89 chốt đơn, chốt đơn. Ok ok. Đây. Đó. Dễ thương chưa? Lên màu khác cho bà cải co nè, lên màu xanh cho bà cải co nha. Bộ pyjama lên chưa? Dạ, em lên cái này xong em lên pyjama một mẫu thêm lên body tiếp nha. Body em còn xanh. Còn đen. Nó lộn, body còn hồng, còn xanh. Trời ơi, cái màu của chị về thấy cái màu em làm lên cho mấy chị không? Cái màu chê ở đâu được. Thiệt luôn á. Cái màu mà không chê đâu được luôn các bà nè, coi nè. Xanh bơ nè, cân chưa? Trời ơi, mê ly luôn á, nói gì nữa. Rồi em còn màu nè. Đó, màu hồng nha, màu nu nha, màu trắng và lại banh bơ em đang mang luôn. Trời ơi, cánh tiên nó quá đẹp cho mấy chị luôn á, nói gì. Rồi, ai thích màu nào mà lấy giùm em màu đó, kèm xích thoại giùm em luôn nha. Ok, qua mẫu cho mấy chị em của mình luôn. Ở cái này xinh quá trời xinh luôn á trời. Thiệt luôn á. Xuất sắc cuộc tình luôn á trời. Má ơi dễ mang. Bơ cho chị Thanh Thảo. Có 89 ngàn một đầm hà. Có 89 nghìn nè mấy gái ơi. Có rẻ muốn xỉu luôn á. Ok bơ chị Thanh Thảo nè. Có 89 nghìn thôi, vải rất là đẹp luôn nha. Mê ly ha. Đẹp quá. Rồi lên pyjama nè. Pyjama này có nhiều hình. 1 1 cục 2 cục. Rồi pyjama này là đủ quá trời hình luôn. Kim ngân một bơ. Ngõ cỏ luôn, đợi em xíu thì thả anh cao. Rồi đây. Trời ơi cái này không biết lấy cho bạn sao luôn á. Bộ này 102 cho em tay dài nè mấy chị. Ôi cái này lấy bạn sao trời, lấy bạn mẹ lại ri luôn đi quá à. Tiên la á, nhiều hình quá, mỗi thứ hình nè. Lấy bạn ri luôn đi. Đó, là tiên la đó. Đổ đồ lên đó. Rồi, ok. Đợi em xíu, đợi em xíu, em lên liền nhấp tao, đợi em chút. Để em chỉnh cái đầm lại cái. Đó. Còn set cầu vòng, ngó cầu vòng không chị? Không, em còn quần dài không à. Cầu vòng thì em còn quần dài thôi chị. Trời ơi, cái này lên màu nào cho đẹp đấy mấy chị. Thấy màu nào cũng quý hết trơn, lên màu nào giờ. Đầm chị mặc có 4 màu nha, Dương Quyên ơi. Này màu nè. Xanh hồng, trắng nu. Xanh hồng, trắng nu chị em. Đẹp lắm luôn á, có 89 ngàn thôi. Rồi đợi đoạn này đây. Trời ơi. Đầm mặt 89 nha Ngân Chi Bi ơi. Pyjama tay dài lụa mango giùm em. Tay dài lụa mango nha mọi người nha, 105 ngàn, 102 ngàn một bộ giùm em mấy chị. Xuất sắc luôn. Quần có túi giùm em luôn mấy bà ơi. Lên form có lộn lên màu trước cái bà nha. Cái này nó có chục bộ à, đủ hình luôn á. Hạnh lên một ri luôn nè. Tính ra là không kịp bán luôn á. Tính ra là không kịp bán luôn á. Xét ngố cầu vòng bao nhiêu chị? Không, chị có quần dài không mà em ơi. Chị có quần dài không mà chị có ngố nha. Hết ngố rồi. Trời ơi coi đi mấy chị ơi, sang chưa mấy chị. U là trời. Ôi hạnh lên riêng này là hết luôn rồi đó. Để cho hạnh lên luôn đi, cái này nhiều hình quá. Không về nó bán chứ về nhiều hình quá, bán này lẻ mệt quá. Thôi bà ơi, qua cái mẫu đó cho em với bà. Để lên cái hình khác đi mấy mẹ ơi. Nhiều hình quá, like đuối quá. Rồi, hạnh lên ri rồi đó. Like đuối quá một hình đi. Nhiều hình như like đuối quá, rồi quá đuối rồi. Ơ, con Bình Nguyễn thơ kìa bảo. Em lấy màu gì? Nhiều hình quá à. Thôi lấy búp bê rì đi, cúp lộn. Búp bê rì đi, búp bê rì cho sang, búp lộn ơi.
Lấy hành gì? Lấy hành gì đây chị chiều cho ăn bộ. Nè, cái này cho bà Tiên La. Cho em xem bộ sau lưng được không chị? Được em. Ơ, à, bà bị ngạn bơ. Ơ à. Thôi lấy cái này đi nè, lấy cái này đẹp nè. Cái này đẹp nè, lấy cái này đi. Nói thiệt. Lấy cái này đi cho đẹp, cho nó sang. Burberry nè mấy chế. Cho em xem. Đây 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 đây. Chưa kịp gì luôn á. Cho em một bộ Burberry luôn. Em lấy LV nâu đi chị, ok cho Bình Nguyễn LV nâu. Cho nó bộ LV nâu kìa. Anh ok. Burberry có hai màu mấy chị ơi, đậm với nhạt cho em nha. Hạnh Lê ơi, lấy hai đậm hai nhạt nha. Burberry hai màu mấy chị ơi, đậm và nhạt mọi người ơi, 102 luôn nha mấy chị. 102 giùm em luôn. Burberry hai màu đậm nhạt giúp em 102.000. Burberry này là nó phối gấu nữa nha mấy chị. Phối gấu cho em luôn nè. 40 tới 60 kg mang vừa phối gấu luôn chị em. Rất là xịn sò luôn, được chưa? 102 kèm xứng thoại có đơn quá chị ơi. 102.000 hai màu đậm nhạt nha. Rồi Bình Nguyễn nào. Có LV nâu với lại thêm cái này nữa là 32 bộ đó. Hạnh Lê màu 2 nè. Trời ơi đẹp lắm luôn á trời. Hai màu đậm nhạt mấy chị ơi, tay dài giùm em luôn 102.000 bộ mấy chị. Cái gì nó lỗi thời chứ mấy chị, lên đồ bộ này mấy chị mặc hoài giùm em, không bao giờ bị lỗi thời luôn. Rất là xinh giùm em nha, đậm và nhạt mấy chị. 102.000 một bộ. Quá sang chảnh luôn, hỏi nó nhiều. Đó, để em lên cho bà chế mẫu Burberry này nha. Rồi ok. Đợi em xíu, bộ hồng đằng sau nhóc Phạm phải không? Đằng sau là bên một bên sau là đầm á, còn bên sau kia mới là bộ nha em. Hạnh Lê em gửi cái xe này nó mắc tiền không nha Hạnh Lê? Nó mắc tiền lắm luôn á. Nó gấp đôi cái xe hồi đó chị gửi cho cưng á. Nè mấy chị, nút là nút gà giùm em luôn nè mọi người. Nút là nút gà nè, thấy không? Đó. Chứ không phải là nút may sẵn nha mọi người nha, hàng gà luôn, đẹp lắm. Lấy em đầm sau màu hồng cho Dương Quyên. Đầm sau màu hồng cho Dương Quyên có luôn. Bộ đằng sau là bộ Mickey mấy chị ơi, 105.000 một bộ giùm em thôi nè. Thể thao mấy chị. Quần có theo Mickey luôn, có túi giùm em đầy đủ. 105.000 xám. Trời ơi đẹp chưa? Rồi. Ừ mắc lắm nên là bây giờ mà họ coi gửi Phương Trang được thì gửi Phương Trang đi nha. Cái quần em làm cho bà chế này, em nói cái bộ này đẹp cũng khủng khiếp. Con gấu là lên hình cho mấy chế luôn nè. Trời ơi đẹp không? Pha gấu với mấy bà nha. Rồi bộ này có hai màu. Màu đậm với màu nhạt mấy chị ơi, 102.000 một bộ giùm em luôn. Em nói cái gì mấy chị bận không được chứ cái này mấy chị mặc thoải mái giùm em luôn. Body đợi chút xíu em. Đậm nhạt. Xinh không? 40-60kg mấy chị ơi, mang vừa giùm em luôn. Anh cho em miếng nước anh. Hai màu nha, đậm nhạt giùm em luôn. Đó, cái này là tay dài nha. Rồi, còn này nè. Này là cái gì? Lập thể mà phối hình con mèo. Áo rin là 129. Áo rin là 129. Đợi chút xíu đi, tại còn có mấy bộ là hết hàng rồi mấy bà ơi. Có mấy mẫu em hết hàng rồi, đây nè. Lập thể phối mèo mấy chị. Bình thường là lên lập thể không đúng không? Cái này lập thể có phối mèo cho mọi người nữa, xinh lắm luôn. Đây cũng 102 luôn, hàng tay dài giùm em luôn nè. Rồi lập thể hồng nè. Lên màu. Hồng nè. Rồi chốt em cái này xanh nè mấy chị. Xanh min đó nha. Hồng nè, xanh min, xịt tinh á. Xịt tinh. Hết rồi hả? Để nước suối không được. Hồng xanh min nha mấy chị nha. Rồi lập thể nói chứ. Màu vàng cho em luôn. Màu cam đi. Lập thể cam nè. Cái này là lập thể giùm em mấy chị. Cũng là hàng tay dài luôn. Cái này là cổ sen. Cổ này là dạng là tay cổ pyjama thường bình thường.
đơn em đi chưa không biết luôn đó. Cho lên pyjama ăn chi, bên pyjama ăn chi, đứa nào lên pyjama, đây không phải là ngày lên pyjama, bắt lên pyjama tức không, lên mẫu này thôi là nghỉ đó nha mấy bà, không lên pyjama nữa nghe. Trời ác với tôi vậy sợ luôn á. 102 cái này mấy chị chốt giùm em là màu xanh min nè nha, màu xanh min nè mấy chị. Đó này mấy chị chốt em màu cam đi nè. Ờ màu xanh min lên rồi luôn, vậy là nó có màu cam, màu xanh min nè. Đó này màu cam hay màu vàng gì cũng được, này màu hồng nè. Rồi cái này màu xanh lá, mấy bà dụ tôi lên lên pyjama rồi là không ai coi, rồi kêu tôi không có mẫu gì hết. Rồi xanh lá đẹp quá, xanh lá dễ thương quá. Ê cái bộ này đẹp quá à, xanh lá dễ thương quá nè, lập thể thần thánh luôn. Chốt giùm em nha. Nè tiên la nè, 5 bộ. Có pyjama cổ sen màu hồng không chị? Không, không có bà gái ơi. Pyjama cổ sen hồi sáng em còn một mẫu LV nè, ai chưa có nè mọi người. Cổ sen hồi sáng em còn bộ LV nè. Ở đó ảnh lập thể, chốt lập thể đi. Chị cho em coi pyjama gấu nè, đang bận nè, tính ra là đang mang luôn á. Đây nè mấy chị, LV hồi sáng em còn một bộ nè, 102 nè mọi người. Hồi sáng khách hỏi quá trời luôn, báo hết hết cho đã rồi, bây giờ lòi ra nè. Đây 102 nghìn. Rồi gấu 95 ngàn nè. Gấu 95 cho em nha, pyjama mấy chị. Đó, gấu là siêu cưng luôn, nhìn một cái là thấy dễ thương liền luôn mọi người. Gấu hồi trưa anh em like là còn được hai màu mấy chị ơi. Gấu trắng và lại gấu xanh nha mọi người nha. Gấu trắng và gấu xanh giùm em, đẹp quá không? Đó. Gấu trắng, gấu xanh nè. Trẻ nào mà thích mặc theo kiểu mà phơ mà gợn sóng hot hot á thì lấy mẫu này. Đây nè, cái này là hàng gợn sóng cho mấy chị nè. Đây đủ kiểu luôn mấy chị. Cái dáng gợn sóng này mấy đồ em mặc lên mấy chị cứ hỏi hỏi em nè. Đó. Đi viền gợn sóng nha mọi người nha. Đó, thấy không? Dễ thương lắm luôn. Rồi bộ này thì có 95 nghìn thôi mấy chị ơi. Xinh lắm luôn nha hàng. Nói nghe là mấy chị, hàng nhà em là hàng mango hết á. Hàng nhà em là hàng mango hết á. Yên tâm nghe. Mua về mặc cho em là ghiền 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 luôn. Rồi còn một búp bơ rì nè. Gấu xanh cho Nguyên Kim. Đây, còn một búp bơ rì tay dài nè. Trơn nha mọi người nha, không có phối gấu luôn. Chớ em búp bơ rì. Búp bơ rì trơn. Búp bơ rì trơn. Búp bơ rì trơn nè. Rồi cái này là gấu tay ngắn. Gấu tay ngắn này 99 ngàn. Tay dơi. Đây. Tay dơi nha, tay dơi gấu to. Đó. Tay dơi này sẽ có hai cái túi bên hông cho mọi người luôn. Chốt em gấu to màu xanh. Gấu xanh cho Hoài Thương. Gấu xanh Hoài Thương. Búp bơ rì trơn cho Thái Thanh. Hết búp bơ rì rồi Kiều Hạnh ơi. Còn đùi không chị hả? Đùi còn Tiểu Thư em ơi. Đùi chị còn Tiểu Thư nè, 85 ngàn. Rồi gấu đen 99 cho Thanh Tuyền. Đen 99 cho Thanh Tuyền. Rồi đây em còn đùi trơn mấy chị ơi. Nè đùi Tiểu Thư. Đùi Tiểu Thư này rẻ lắm, có 85 ngàn bộ thôi, có túi luôn. Đây nha, chất lụa nha mọi người nha. Đó. Dễ thương lắm, cute hột me luôn. Màu trắng nè, màu vàng. Lụa này còn được hai màu trắng với vàng. Còn biết vàng khúc nào luôn, giờ còn trắng nè. Rồi ok la luôn. Qua mẫu tiếp mấy chị ơi, qua mẫu tiếp giùm em. Rồi body đi chị ơi, nè qua body nè. Chị còn áo sơ mi không hết rồi, nhỏ luôn. Sơ mi chị còn sơ mi tay dài vậy em ơi. Rồi đây. Body kiểu nhúng nhúng nè. Rút rút nè, nhúng nhúng nè. Đùi trắng cho Nguyên Kim. Đùi trắng cho Nguyên Kim cỏ luôn. Bộ chị mặc còn nha muối ơi. Trời đợt này về màu xám màu đen nhiều. Rồi body giùm em luôn 90 100 cái hàng này đẹp mấy chị ơi. 109 giùm em nha mọi người nha. Trời ơi. Ôi cái nó đẹp quá vậy trời. Trời đẹp thật sự luôn á má ơi. Trời ơi trời hàng chi.
Bộ mặt em còn nha muối nha, có hai màu đậm nhạt nè. Em lên cái form cho coi, 109 ngàn một cái. Để tôi gỡ cái cà bánh bèo này ra cái đã. 65kg không có vừa rồi. Em lấy xanh nhỏ nha, xanh to em có rồi. Ừ, của em là xanh nhỏ đó Hoài Thương, của em là xanh nhỏ đó cưng. Trời ơi, em nói cái đầm này nè mấy chị, em bị em hiểu sao mà giá nó mắc rồi. Mà đâu có mắc đâu mấy chị. So với lại cái hàng bu riết như thế này thì quá rẻ luôn. Hàng này em thấy người ta bán 200 mấy luôn á. Màu đẹp lắm luôn. Màu nâu, màu hồng, màu đen, xám trắng. 109 nè. Không có cao đâu, vẫn rẻ mấy chị ơi. Tại vì cái này em mua tới 200 mấy lọn em biết mà. Đang có một cả như vậy luôn. Tại em sợ nó lên hàng rẻ nó không được đẹp á mấy chị. Trời ơi má ơi, coi nè mọi người, có bo cái phần bụng cho mình rồi nha. Nên là chị nào mà bụng to mặc cái em này lên rút nhơn dày đen hả chứ, sẽ che khuyết điểm cho mấy bà rất là ok luôn. Đặc biệt là chị nào bụng to á, mặc em này tạo điểm nhấn cho em hơi bị đạt luôn. Hất cái mông lên nè, quá xuất sắc. Màu xám đen, xám trắng, đen, nu, hồng. 109. Trời ơi, đúng là tiền nào của đó ha. Đẹp ghê chưa. Áo khoác tròn nha cục cưng ơi. Đào Quỳnh 30 hồng nè. Đẹp quá à. Hồng đậm, hồng nhạt luôn. Nu, đen, xám. Hả? Đố to á. Đúng rồi, cô tên gì vậy? Đúng rồi, Thanh Tuyền lấy cái đó đó. Nu với đen cho Kim Ngân. Đẹp ghê hồn luôn á trời. Không tin là đẹp vậy luôn á trời. Nu Thúy Hoa đang mang luôn. Rồi em còn hồng 109 ngàn. Em biết gì sao mà giá nó như vậy rồi. Trời ơi mấy chế, em lên cái màu hồng mấy chế coi nè, mấy chế không đẹp thì thôi luôn á. Cái tay nó bo nè, cái này mua về mặc quá đáng đồng tiền mắc gạt luôn á. Này đó hả, mấy chế mua về mang là đáng đồng tiền mắc gạo cho em luôn chứ nói gì nữa trời. Rồi anh coi cái vải của nó nè anh, hàng nè. Hàng thương hiệu luôn, đẹp lắm luôn á. Em hết đen luôn rồi. Hãy comment của Yên Bình nha. Phát 69 ngàn một cải em ơi. Ủa ra bi vô gọi sao nó ra vậy. Hồng nè, đẹp quá. Dạ, bao nhiêu ký mặt cũng vừa hết đó mấy chị. 40-60kg luôn mà. Đẹp quá à, bu zip luôn á. Mọi người xịn quá thì xịn rồi. Kim Ngân một nu một đen nè, Thúy Hoa một nu nè. Rồi Đào Quỳnh ba cái nè. Ok luôn. Ba màu đen nu xám, đen nu xám đậm xám nhạt. Rồi ok. Đen xám đậm xám nhạt. Còn màu gì chị? Còn hồng. Còn xám đậm với lại xám nhạt. Nói chung mấy chị ơi, tiền nào của đó mấy chị, thiệt. Em nói thật sự với mấy chị luôn là nó rất là đẹp luôn. Bùi Thị Bích Chi lấy cái xanh rêu nha, là cái áo khoác đúng không em? Trời ơi màu hồng kìa mấy chị. Đẹp không? Trời ơi thật sự luôn á trời. Mấy chị nhìn cái tay nó bo nè chị em. Trời ơi. Không có hồng đâu cưng ơi. Đâu ra có hồng, hồng không đủ bán đâu ra có. Kêu Hạnh lấy đủ. Trời ơi Hạnh Lê còn hai, bé Phương còn hai cả lấy đỡ bé Phương. Bé Phương còn hai cả nha. Hết luôn rồi. Để lâu sau em về thêm mấy chị ơi, hết rồi mấy chị. Để sau em về thêm cho hết rồi. Trời em không dám nhập nhiều mấy chị, tại em thấy nó giá nó cũng hơi cao. Em sợ body mà giá 100 mấy mấy chị họ chê. Nhưng mà thật sự nó rất là đẹp luôn. Để lâu sau em về thêm cho nha. Trời ơi em không tin luôn á anh, đẹp ha. Ha trời xuất sắc ghê luôn trời. Anh bảo. Rồi lên tiếp giùm em luôn. À cái Phương hai cải đi. Rồi lên set này cho em. Tại em thấy mấy chị nè, mấy chị mấy bữa trước mấy chị vô mấy chị hỏi bộ này mà nay em về hàng cao cấp. Hôm nay em về hàng 109. Cho tiền nào của đó quá đẹp cái đầm, thật sự luôn. Để ngày mai em về thêm cho mấy chị. Tại em thấy nó giá nó chua quá em sợ. Ai ngờ nó đẹp quá, giá đó là quá tuyệt vời. Thiệt luôn á. Hả? Hết rồi đâu ra cái xám đậm. Được.
cái này gọi là hàng đỉnh nha mọi người, đừng có so sánh với hàng 89.000 mấy chị nha. Hàng 89.000 là chỉ là hàng mà cho mấy chị nào mà thích mặc đú trend thôi, còn hàng này mấy chị mặc mặc kem thời đại luôn nè. Thứ nhất áo in nhiệt, quần nè mấy chị, rồi 109.000 lên lấy cao cấp và bán đi chị, nhiều khách hỏi thích. Ồ chị cũng thấy vậy á, ai mà không thích mà sợ mấy chị với họ ngán tiền thôi. Mấy chị nói ừ mua hàng trên mạng á mà giá cao quá mấy bà sợ này kia. Dinh dài đi chị Trang nè, dinh dài chị con nè, mấy bước bút về Quảng Châu cho mua. Mấy hôm nay chị về hàng Quảng Châu không thấy hả? Trời ơi, ok ok, tối nay chốt đơn cho bé Phương. Màu xanh đậm, màu xanh với lại màu màu nhạt, màu xanh với gì? Màu xanh với lại màu đen. Xanh với đen nha, đen còn xanh lờ thôi. Màu đậm, màu nhạt với lại màu màu. Còn màu đậm, màu nhạt với lại màu đen mấy bà ơi, quần á. Quần đẹp. Gấu to đen 99 nãy chốt chưa rồi Thanh Tuyền ơi. Rồi ok hết rồi chị ơi, để bữa sau em về cho chị. Quần trơn nha mọi người nha, 139 giùm em. Quần chân 139. Năn nỉ đi đơn mà muốn. Trời ơi không có nhắn tin qua không, chị không có nhớ. Tại vì ai mà gấp là nhắn tin cho chị, tại họ làm không có kịp luôn, thiệt luôn á. Rồi em lên màu bộ nha mấy chị nha. Quá hot luôn á trời. 109 giùm em mấy chị. Bộ gấu siêu cấp. Bộ gấu siêu cấp quần cầu vòng mấy chị ơi. 109.000 giùm em nha mọi người. Tiền nào của đó mấy chị. Nhìn cái form gấu nè, xỉu ấp xỉu đao chưa, 40-60kg giùm em. Áo kiểu đợi em xíu em lên tiếp cho mọi người, đợi em xíu em lên liền nha. Rồi lên giùm em luôn bộ gấu cầu vòng màu hồng, màu gì ta, màu hồng, màu vàng và màu xanh giùm em luôn. Chị nào á mà đã mua những cái hàng này là mấy chị hàng thông mua zip này mang rồi á, đảm bảo với mấy chị luôn là mấy cái hàng mà em bán rẻ rẻ mấy chị sẽ không bao giờ mấy chị mua đâu, vì cái này nó mặc rất là mát luôn. Cái này nó mắc hơn tới mấy chục ngàn lận mà, nên là cái chất vải của nó thì mấy chị khỏi lo luôn, đỉnh lắm luôn á. Chịu không anh lấy hồng nè, đúng ba màu chuẩn hàng shop luôn. Dạ hàng này cho em là 109 nha. Hôm bữa em có bán hàng rẻ 89.000 nữa, em có nhiều loại lắm đó. Em về cái loại này là hàng cao cấp hơn tí xíu cho mọi người, là mọi người mang cho đẹp nè. Vải thì thôi khỏi chê, thiệt không có từ nào để nói được cái bộ này luôn á. Cái form, cái chất của nó là cực kỳ đã luôn. Có 109.000 thôi mấy chị ơi. Tiền nào là của đó. Đẹp lắm mấy chị ơi, xuất sắc một cuộc tình giùm em luôn mà. Ai? Rồi, chị đâu lấy nữa thì chốt cho em nha. Bây giờ em lên form áo cho mọi người đây. Đó, 109 giùm em. Tiền nào thì của đó, yên tâm. Huỳnh Thi lấy bộ xanh nè. Em nói con gấu cái quần cầu vòng đang rất là hot nha mấy chế. Tại vì quần ngố thì em hết hàng thôi. Chứ còn quần dài thì em là... một từ là xuất sắc luôn mấy chị ơi, khỏi nói nhiều luôn. Là Tiên La lấy ba bộ nè, này hàng cao cấp. Lỗi ha, không sao đâu em ơi, dạ đi. Tiên La ba bộ có luôn, màu hồng nha, màu vàng và màu xanh giùm em luôn, đẹp lắm. Áo kiểu để em xíu em lên liền. Hồng xanh vàng ba màu giùm em. Màu xanh đẹp mấy chị, màu xanh nó ngọt lắm luôn á. Màu xanh là siêu siêu ngọt giùm em luôn. Ai lấy xanh chút xanh. Nè cái bộ lận này hồi trưa này nè mấy chị hỏi em quá trời luôn, báo hết nè mọi người. Huỳnh Thi thấy thông tin luôn. Hồi trưa nên em báo hết bộ lận nè. Giờ lòi ra bộ màu xanh hôm qua, hồi trưa nên khách dành quá trời luôn, có hàng. Lòi ra rồi nè mấy chị. Ai lấy lận chút lận cho em nha. Ai lận chút lận giùm em luôn. Lận 89.000. Quên báo giá. Đây để em lên cái bộ này màu xanh cho mọi người coi nè, màu trời màu xanh đẹp lắm mấy chị ơi, xanh min luôn á. Cưng lắm mấy chị. 105.000. Hôm qua cái bộ tay dài mà quần ngố nó đó mấy chị. Đã là 109.000, 105 đúng không? Bộ này quần dài luôn có 109.000 thôi, rất là rẻ. Rẻ đẹp cho chị em mình luôn nha. Trời ơi màu xanh nè, xuất sắc chưa? Ok la chưa? Bà lấy bộ này nữa chút bộ giùm em luôn nha. Bà Tiên La có lấy lần không? Bà Tiên La ơi, đập đẹp kìa. Rồi lên tiếp giùm em luôn, áo nha mấy chị.
cao cấp, không lên được cái set này nữa. Cái áo giùm em nè. Ok, bộ lận vậy em không có bộ lận bà ơi, lận không có đâu. Lận vậy em không có lận. Để qua lai mới cho mấy chị được không? Lai này hết người tem mà để em qua lai mới cho. Qua lai mới đi em lên hàng tiếp nha.